Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Holic Audio. Mời các bạn theo dõi truyện tiệm quan tài phố Tây của tác giả Toái Giả. Tác phẩm thuộc thể loại huyền huyễn, có yêu, có ma, có thần. Hãy cùng theo dõi hành trình tiếp theo đầy kịch tính của trường Quỳ Ly nhé. Chương 67, thiện ý của Vân Nhai. Đến hoàng hôn thì Đỗ Tuyền trở lại, trên người có cấm chú do thiên khê hạ, giống như cương thi không có thần trí, là tuyệt kỹ khống linh thuật của hắn. Quỷ mẫu hỏa linh bị thiên khê bắt gần trăm năm mà không ai biết là bởi khống linh thuật là sở trường của hắn, có nguyên thần thì hắn khống chế hồn phách, không có nguyên thần hắn khống chế thân thể. Trưởng Quầy Ly và Bạch Nham kiểm tra toàn thân đỗ tiền một lần, bảo đảm hắn chính chỉ trúng khống linh thuật của thiên khê chứ không bị thiên khê và vân nhai hạ pháp thuật công kích, hình pháp hoặc cấm chú khác. Trưởng Quầy Ly lấy từ trong tay áo ra hạt giấy ký linh thuật nàng đưa cho vân nhai, niệm pháp quyết, trò chuyện cùng vân nhai cách đó ngàn dặm đỗ tuyền trở về rồi vân nhai tuy hỏi nhưng khẩu khí vô cùng chắc chắc ừ đã về trưởng quầy ly nói bảo thiên khê cởi bỏ khống linh thuật muội nói cho ta biết cách cởi bỏ phong ấn trước trưởng quầy ly nhìn bạch nham một cái hắn gật đầu ý bảo nàng dạy vân nhai cách cởi bỏ phong ấn trước coi như là thành ý vân nhai ở đầu kiên niệm pháp quyết theo trưởng quầy ly giải phong ấn trên tờ giấy của trưởng quầy ly vân nhai thì thào lẩm bẩm núi thiên ngu quả nhiên là chỗ tốt. Bảo Thiên Khê cởi bỏ khống linh thuật. Được. Không đến một lát, trên người đỗ tiền bốc lên vài luồng khói đen, đợi yêu khí tan hết, hắn giật mình một cái tỉnh lại, ngẩn ra nhìn trường quầy ly và bạch nham, sửng sốt nửa ngày, trường quầy. Lão đạo, hai người trở về khi nào vậy? Trường quầy ly và bạch nham cùng thở phào một hơi. Trong hạt giấy chuyển đến tiếng vân nhai, đỗ tiền không sao rồi, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Vân nhai vừa mới dứt lời, hạt giấy ký linh thuật liền giấy lên một ngọn lửa màu lam, đốt sạch hạt giấy ngay cả bụi cũng không thừa. Này, vừa rồi là ai nói chuyện? Phát sinh chuyện gì sao? Bảo ta không có việc gì là sao? Đỗ tuyền nhìn trường quầy ly lại nhìn bạch nham, vẻ mặt mờ mịt. Chỉ Lan có lẽ cảm nhận được khí của tiểu tuyền, không biết từ khi nào đã từ hậu viện đi tới, thấy tiểu tuyền đã trở lại thì kích động chạy vội tới, tiểu tuyền. Huynh đã về rồi ừ đã về tiểu tuyền nhìn về phía chị lan cười ha hả ngay sau đó lại phát hiện chỗ không đúng hả đã về đã về là sao ta đi đâu hả à? còn có chị lan muội nói được rồi sao đúng vậy đúng vậy muội cũng không biết vì sao huynh mất tích hai ngày khi trưởng quầy ly trở về muội sốt ruột liền mở miệng nói chuyện trưởng quầy ly nói là lão đạo bảo huynh ra ngoài làm việc sao huynh giống như hoàn toàn không biết gì vậy đối mặt với ánh mắt mơ hồ khó hiểu cùng vấn đề của Đỗ Tuyền và Chỉ Lan, trưởng quầy ly không khỏi xoa xoa thái dương, quay về phía Bạch Nham nói: chàng giải thích đi, ta nói không rõ ràng lắm. trưởng quầy ly để kệ Bạch Nham giải thích tất tần tật chuyện thiên khê, Vân Nhai, phong ấn ngũ hành trận, đạo sĩ Huyền tôn giáo, cuộc chiến ở Phong đô, còn mình trở về phòng tiếp tục suy nghĩ lời Vân Nhai nói, nàng càng nghĩ cẩn thận càng cảm thấy Vân Nhai là tới giúp bọn họ. Vân Nhai lần trước lấy tên Thành Đàm vào Đan Thành, mặc dù không đề cập gì về chuyện Thiên Khê, nhưng hắn lại đưa đường phong tới, làm cho trưởng Quầy Ly và Bạch Nham biết được thần dụ của Minh Dục. Dường như là muốn bọn họ đi giúp huyền tôn giáo, lại dường như là đưa huyền tôn giáo tới dẫn đường cho bọn họ. Lúc này hắn đến, ở mặt ngoài là vì nơi ẩn thân của Thanh Vũ, nhưng hắn lại nói rất nhiều chuyện dâu ria. Thiên Khê rốt cuộc muốn học pháp thuật gì từ hậu khanh? Nguyên hình của thiên khê là gì? Vì sao nhất định là ma không thể thành tiên? Vân nhai nói tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng hoặc bạch nham là đang ám chỉ cái gì? Càng làm cho trưởng quầy ly khó hiểu là vân nhai nhập vào thân thể thành đàm, vì tiến vào huyền tôn giáo tìm cái gì, tìm ai? Hay là vì che giấu khí của mình tránh thiên khê? Hoặc là có mục đích khác? Những việc làm của vân nhai quả thật rất khó đoán. Bạch nham giải thích cho đỗ tiền và chỉ lan hết hơn một canh giờ, nói đến miệng khô lưỡi khô mới xem như nói rõ ràng được ngọn nguồn mọi chuyện. Đương nhiên hắn có lược bất chuyện riêng của hắn và trưởng quầy ly. Mà Đỗ Tuyền và chị Lan nghe xong vừa không ngừng thổn thức ca thán vừa kinh hoàng sợ hãi, nhất là khi bọn họ biết được nguyên hình của Bạch Nham và trưởng quầy ly, vẻ mặt hai người kia giống nhau như đúc, nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há hốc có nhét một quả trứng vịt vào cũng thừa sức. Chị Lan còn nhỏ, vô cùng đơn thuần, nàng cũng không biết thế giới bên ngoài thì ra nguy hiểm như vậy, Cùng bố như vậy, càng cảm thấy hình tượng của Bạch Nham và Trường Quỳ Ly thật vĩ đại, đáng giá để nàng sùng bái kính nể. Đỗ Tuyền sớm biết rằng Bạch Nham và Trường Quỳ Ly nhiều bí mật, nhưng không ngờ lúc này lão đạo lại rất thành thật, hay là cũng giống thái thượng lão quân uống nhầm thuốc. Trong lòng hắn âm thầm đoán, lão đạo thành thật như vậy nhất định là có liên quan đến Trường Quỳ Ly, nhưng lão đạo trở nên nghe lời Trường Quỳ Ly như vậy từ khi nào. Đoạn thời gian bọn họ rời đi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhất định có vấn đề. Bạch Nham thành thật như vậy nguyên nhân lớn nhất không phải vì trưởng quầy ly, mà là hắn đã không có gì cần giấu giếm, chuyện tới nay hắn đã hiện nguyên hình ở trước mặt thiên khê, dược thánh chân quân cũng đã phụng mệnh hạ phàm bắt hắn, doanh chi đã tìm đến hắn, cha hiển nhiên cũng biết hắn còn sống. Thân phận ứng long của hắn còn có gì để giấu, thần tiên đầy trời, chưa yêu ma giới ai ai cũng biết, nói cho đỗ tuyền và chỉ lan có gì không thể. Trưởng quầy ly cũng vậy, Đều bất cứ giá nào, có gì bí mật không bí mật mọi người sớm đã biết hết Đỗ tuyển nghe xong những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này Đương nhiên cũng hỏi Bạch Nham cách đối phó với Thiên Khê Cũng muốn xin cùng kề vai chiến đấu với Trường Quỳ Ly và Bạch Nham Hắn không muốn lại ở đây giữ nhà nữa Càng muốn báo thù chuyện mình bị Thiên Khê bắt đi lúc nào không biết Việc này khiến hắn giận thật Là do hắn mấy năm qua được Bạch Nham và Trường Quỳ Ly bao bọc quá tốt thế cho nên chính mình bị Thiên Khê bắt đi cũng không biết, còn để Thiên Khê lấy hắn áp chế trường quỷ ly, nghĩ đến đó là hắn liền nghiến răng, xương cốt khắp người đều tức giận đến mức kêu khanh khách. Bạch Nham không nghĩ nhiều liền đồng ý cho Đỗ Tuyền cùng họ đến núi Thiên Mu. Dù sao bọn họ bây giờ rất cần người hỗ trợ, cho dù chỉ để ứng phó với đám tiểu binh tiểu tướng của Thiên Khê cũng tốt. Như vậy lúc hắn và trưởng quỷ ly đối phó với Thiên Khê cũng đỡ phải phân tâm vì đám tiểu yêu tiểu quỷ này. Còn nữa Đỗ Tuyền là Thủy Linh. Pháp lực cực kỳ tinh khiết, ở trong tuần nguyên hóa cảnh có thể đạt được đột phá nhảy vọt, điều này cũng rất có ích cho tu vi của Đỗ Tuyền. Nhưng Chỉ Lan muốn đi theo Đỗ Tuyền lại bị Bạch Nham và Đỗ Tuyền ngăn cản. Pháp lực của nàng thật sự quá yếu, huống chi nàng là một gốc cây phong lan, rời khỏi gốc rễ thì khó mà sống được. Đừng nói hỗ trợ, chỉ tự bảo vệ mình cũng đã rất khó khăn. Chỉ Lan tuổi thân cúi đầu, nàng thật lòng muốn hỗ trợ, cũng lo lắng cho bọn họ nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể chia sẻ với bọn họ bất cứ chuyện gì. Đỗ tuyển thở dài, sờ sờ tóc chỉ lan, suy nghĩ một lúc nhưng cũng không nói được bất cứ câu an ủi nào. Cái gì nên nói Bạch Nham đều đã nói xong rồi, nhìn sắc trời không còn sớm, thời hạn ba ngày sắp đến gần, trong lòng hắn rất khó bình tĩnh, lê bước chân nặng nề đi tìm trường quầy ly. Cửa phòng trường quầy ly rộng mở, hình như là đang chờ Bạch Nham, nàng đang ngẩn ngơ nhìn chén trà trong tay đến xuất thần. Dù sao, suy nghĩ cái gì vậy? Bạch Nham ngồi xuống bên cạnh trường Quầy Ly hỏi. Trưởng Quầy Ly đem những suy đoán về Vân Nhai trong lòng nói với Bạch Nham rồi hỏi, chàng thấy thế nào? Bạch Nham nhíu mày, ta tin tưởng trực giác và phán đoán của nàng. Tuy rằng ta mới chỉ gặp Vân Nhai một lần, nhưng lần đó ta không cảm nhận thấy khí sát lệ bạo ngược trên người hắn, không khiến cho người ta sợ hãi giống như Thiên Khê. Nhưng nàng nói Vân Nhai và Thiên Khê là sư huynh đệ, ở chung gần ngàn năm, tuy rằng thiên khê rất khó chỉ huy vân nhai nhưng vân nhai cũng đã giúp hắn không ít chuyện nếu nói vân nhai sẽ giúp đỡ chúng ta đối phó với thiên khê ta không quá tin tưởng không bằng như vậy đi ta đến núi vân đài một chuyến điều tra rõ ràng đến núi vân đài sao lại quyết định đi những phán đoán của nàng về vân nhai rất có lý ta cũng cho rằng hắn đến núi vân đài là có mục đích khác một khi đã như vậy Đến núi Vân Đài chắc chắn sẽ tìm được chút dấu vết để lại. Trưởng Quầy Ly trong lòng đồng ý với Bạch Nham, nhưng vẫn hỏi, chúng ta chỉ còn một ngày, có kịp không? Bạch Nham nghĩ nghĩ ta sẽ liên lạc với Tòng Tố, bảo hắn cùng với đám người đường phong lập tức khởi hành đến núi Thiên Ngu, sáng sớm ngày mai nàng cũng đi trước chuẩn bị đi. Ta nghĩ Thiên Khê cho dù biết Thanh Vũ ở núi Thiên Ngu nhưng muốn phá kết giới trên núi cũng mất một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ không tùy tiện hành động lấy cái tính cao cao tại thượng thích chỉ huy của hắn chắc chắn sẽ phái người đến núi Thiên Ngu thăm dò trước, ta sẽ có đủ thời gian đến núi Vân Đài một chuyến. Trưởng Quầy Ly và Bạch Nham lại thảo luận một lần, xác định xong cách thức và thời gian liên lạc, Bạch Nham liền một mình đến núi Vân Đài. Trước khi đi, Bạch Nham lo lắng cho trưởng Quầy Ly, cố ý hỏi ma tính trên người nàng thế nào rồi. Thuần nguyên hóa cảnh một khi triển khai sẽ cực bất lợi cho nàng. Ta cũng không biết tại sao, Trường Quầy Ly lắc đầu, ta có thể cảm giác được ma tính vẫn còn, nhưng vô cùng an tĩnh, so với lúc chàng phong ấn nguyên thần ta còn an ổn hơn vài phần, giống như đang ngủ say vậy. Đây cũng là chuyện tốt, hy vọng thuần nguyên hóa cảnh sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến ra. Trong lòng hai người bọn họ đều biết, ma tính trên người trường Quầy Ly không phải một hai ngày là có thể trừ bỏ sạch sẽ, hoặc nói trắng ra là vốn không thể hoàn toàn tẩy sạch ma tính trên người nàng, bằng không cũng sẽ không mất 300 năm mà chỉ có thể áp chế thôi. Bạch Nham đi rồi, trường Quỷ ly tìm đến Đỗ Tuyền, nói cho hắn một số nơi cần chú ý, mặt khác dạy hắn một ít cấm chú kết giới phức tạp, lấy pháp lực của tiểu tuyền đương nhiên không thể chống lại thiên khê vân nhai, nhiệm vụ của hắn chỉ có một đó là giúp đỡ thanh vũ bảo vệ tốt thuần nguyên hóa cảnh. Một khi đại chiến bắt đầu, thiên khê nhất định sẽ nghĩ cách phá hỏng thuần nguyên hóa cảnh mang thanh vũ đi, chỉ cần tiểu tuyền bày ra mấy tầng kết giới có thể giữ chân thiên khê, trường quỷ ly sẽ có cơ hội dùng thái cực càn khôn trận bày phong ấn. Hôm đó chân trời trắng xóa, trường Quế Ly và Đỗ Tuyền rời khỏi nhà, bọn họ đều không tự chủ quay lại nhìn cánh cửa không khác với những cửa nhà khác, hy vọng còn có ngày có thể trở về. Đáy lòng trường Quế Ly thầm nghĩ, chờ xử lý xong thiên khê, nàng nhất định phải ở trên giường ngủ một mạch ba ngày ba đêm cho đã mắt. Trường 68, Đại chiến trên núi Thiên Ngu Toàn bộ trời đất tràn ngập trong cuồng phong, huyết vũ, lửa cháy phừng phừng. Gió xoáy điên cuồng giống như một con sư tử khổng lồ nổi giận sông về trường quầy ly mở ra cái miệng rộng như bồn máu, gió lốc từ bốn phương tám hướng xoắn tới xé rách ống tay áo vặt váy của nàng, mái tóc màu vàng rối loạn, bốn cánh xòe ra gian nan cản gió xoáy đột kích. Nàng bị nhốt trong mắt gió của thiên khê, giống như chiếc chuông gió treo bên cửa sổ để gió tùy ý lay động. Ngân cung bay loạn xạ lại bị gió lốc đánh ngược trở lại, thật vất vả mới cắt ra được một vết nứt trên bức tường gió lại lập tức bị phong kín dưới chân núi Thiên Ngu đã là biển lửa, tam muội chân hỏa của trường quầy ly tạo nên một bức tường lửa không thể vượt qua quanh thư các trên sườn núi trong phạm vi ba dặm, bảo vệ thanh vũ, xí hoàng cùng tiểu tuyền trong thư các. Tam muội chân hỏa của nàng nhờ có sức mạnh của hỏa vân thần đan mà uy lực tăng gấp bội, lại dung hợp thêm thiên ngoại lưu hỏa trong nguyên thần bạch nham mà càng trở nên rực rỡ mạnh mẽ. Tam muội chân hỏa vốn có thể đốt yêu quái thành cho trong nháy mắt, nay ngay cả bụi cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ, thật sự là kỳ cục bá đạo mạnh mẽ ngoài tường lửa chật kín yêu ma, đông nghìn nghịt có đếm cũng không xuể. Những kẻ xung phong xông qua tường lửa còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đã bị thiêu hủy cả nguyên thần, yêu ma khác thấy vậy không dám tiến về phía trước nửa bước, vì thế chúng nó đành đứng dọc theo tường lửa vây quanh thư các, chỉ đợi thiên khê phá vỡ tường lửa. Trưởng Quầy Ly và Đỗ Tuyền đã tới chậm, nàng và Bạch Nham đều không ngờ thiên khê lại xuống tay nhanh như vậy, hơn nữa còn mang theo một đám yêu ma chém giết lên tận núi thiên ngu vốn nghĩ trên núi thiên mưu chính khí thuần hậu cuồn cuộn kết giới vô số dù là thiên khê cũng không thể tiến thẳng vào sườn núi bắt thanh vũ đi nhưng bọn họ đã quá coi thường thiên khê khi bọn họ đến núi thiên mưu trăm dặm xung quanh đều đang mưa mưa to như chút nước mưa máu máu loãng tanh hôi dinh dính từ trên trời giáng xuống mang đến một trận mưa ghê tởm bi thảm nhất thế gian cơn mưa máu này rốt cuộc chứa bao nhiêu mạng người đã không thể tính nổi chỉ sợ ngay cả thiên khê cũng không tính rõ được mình đã giết bao nhiêu người mới có thể tạo ra cơn mưa máu này. nhưng hắn không cần, hắn vui khi thấy bao nhiêu người phải chết. mưa máu xuyên qua chính khí trên núi thiên ngu, giống như dội một chậu nước lên đống lửa, dùng huyết sát khí áp chế tiên khí trên núi thiên ngu. trung yêu ma dưới cơn mưa máu vui mừng, cười, ngầm rú nhầm thẳng về phía thư các thanh vũ ẩn thân. trưởng quầy ly nhận ra sự tình không ổn vì thế đem một viên ngưng thần đan trên người giao cho tiểu tuyền, bảo hắn thay nàng chuyển đến tay thanh vũ, cũng truyền lời nàng, đợi trường quầy ly dùng ký linh thuật liên lạc mới có thể ăn ngưng thần đan, đồng thời khởi động thuần nguyên hóa cảnh, nếu không án binh bất động. Tiểu tuyền gật đầu nhoáng lên một cái hóa thành một luồng sáng bay vào thư các. Trường quầy ly lập tức gọi ra ngân cung bắn tên hỏa vũ dựng lên tường lửa. Thiên khê không biết từ khi nào đã ngẩng đầu lặng lặng nhìn trường quầy ly, tay áo vung lên một cơn gió xoáy cuốn về phía trường quỷ ly sau đó dựng lên như tấm chắn. Bên tai vang lên tiếng thiên khê, ta còn nghĩ ngươi sẽ đến sớm hơn một ít, thế nào? Ứng lòng đâu, cứu binh đâu, lấy năng lực của ngươi chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi, không có vân nhai, ta xem còn có ai có thể che chở cho ngươi. Pháp lực của thiên khê cao hơn trưởng quỷ ly không ít, nàng không phá được bức tường gió của thiên khê. Bây giờ vẫn chưa đến lúc ăn ngưng thần đan, thời gian tăng pháp lực là hữu hạn, nếu nàng không kịp xử lý thiên khê đã kiệt sức, vậy chỉ còn con đường chết. Nhưng giờ phút này Bạch Nham không ở đây, không ai có thể ngăn được thiên khê xuyên qua tường lửa của nàng rẽ ra một con đường thông đến thư các. Tam muội chân hỏa dù mãnh liệt cũng chỉ có thể giữ chân thiên khê một lúc mà thôi, nếu để thiên khê bắt được thanh vũ hậu quả lại càng khó lường. Trưởng quầy ly cắn răng một cái lấy từ trên người một viên ngưng thần đan nuốt vào trong bụng một sức mạnh mềm mại ấm áp chậm rãi lan ra, giống như một cơn gió xuân phát qua đánh thức sinh linh đang ngủ say lúc trời đông giá rét. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của mình đang trào dâng, mạnh mẽ hơn, mỗi một giọt máu trong cơ thể đều tràn ngập sức sống. Ngân cùng theo tiếng gọi của chủ nhân trở lại bên người trường quầy ly, khi bay ra tốc độ và sức mạnh tăng vọt, ầm một tiếng vách tường gió bị phá tan, trường quầy ly mở cảnh thoát khỏi bức tường gió. Thiên khê dương mắt nhìn cảnh tượng đó, mày không khỏi nhíu lại. Pháp lực của trường quầy ly đến mức nào hắn rất rõ ràng, đột nhiên mạnh lên nhất định là vì có đan dược khác trợ giúp, xem ra có người ở sau lưng giúp nàng. Trong nháy mắt vẻ mặt thiên khê khôi phục bình tĩnh, môi hắn nhếch lên có một chút ý cười như có như không, cho dù ai giúp trường quầy ly cũng không ngăn được hắn, huống chi còn là kẻ nhát gan không chịu lộ mặt. Thiên khê cản ngân cung của trường quầy ly, phóng người lên, phẩy tay áo một cái đánh bật lưỡi dao sắc bén bổ thẳng về phía hắn ống tay áo còn lại đột nhiên dài ra cuốn lấy trường quỳ ly giống như lúc trước ở phong đô dùng ống tay áo cuốn lấy phong cơ vậy một đoạn ống tay áo không chỉ càng ngày càng dài còn càng ngày càng rộng nhìn như sắp có thể che lấp mặt trời ngân cung của trường quỳ ly vòng trở về nàng đưa tay cầm cung bắn liên tục bốn mũi tên hỏa vũ phá vỡ giải gấm trắng kia mà ống tay áo thiên khê lại giống như vật còn sống không chỉ tự né tránh tên hỏa vũ mà còn lấy phương hướng góc độ cực kỳ xào quyệt vây lấy trường quầy ly, cuốn chặt trường quầy ly như nhân bánh trèo. Tên hỏa vũ liên tục được bắn ra, mặc dù đã ăn ngưng thần đan cũng chỉ đánh ngang tay được với thiên khê, trường quầy ly cắn răng trong lòng ngóng trông bạch nha mau mau đến, dơ dây cùng thiên khê như vậy nàng không thể bày trận thái cực càn khôn được. 300 năm trước thiên khê vì vân nhai mà không giết trường quầy ly, lúc này đây hắn cố ý để cánh tay đắc lực như vân nhai lại núi ngũ hành chính là vì không muốn hắn lại vướng chân vướng tay che chở trường quỷ ly. Cản trở thiên khê hắn, thần ma đều giết. Dưới tình huống cận chiến như lúc này thiên khê và trường quỷ ly rằng co không dứt cho đến khi tổng tố cùng một đám đạo sĩ huyền tôn giáo tới, vô số yêu ma trong núi thiên ngu núi đuôi nhau tấn công những kẻ đột nhiên xâm nhập vào núi. Tổng tố và những đạo sĩ này đã sớm chuẩn bị tâm lý gặp phải yêu ma thành đàn, cũng sớm có kế hoạch đối phó chúng nó như thế nào, mặc dù không thể lại bày thất tinh trận, lấy pháp lực pháp khí của từng người bọn họ vẫn có thể chống đỡ, chém giết mấy tiểu yêu tiểu quỷ, nhưng vẫn như muối bỏ biển. Yêu ma như hùng thủy đánh úp lại, làm cho đám người tòng tố trong lòng khó tránh khỏi lo lắng sợ hãi, hơn nữa mưa máu còn khiến chính khí trên núi thiên mưu tan rã, bọn họ càng dễ dàng bị tà khí ăn mòn, không bao lâu bọn họ sẽ bị đám yêu ma này lột ra dóc xương trưởng quầy ly trong lòng thầm kêu không ổn, quay người lại muốn vào trong núi bắn vài mũi tên hỏa vũ, cắt đứt vài đoạn yêu ma đang nối liền không dứt. Một tay giơ ngân cung ngăn cản đòn tấn công của thiên khê, một tay lấy hạc giấy ký linh của tiểu tuyền, tiểu tuyền. Ra giúp một tay. Đỗ tuyền tuân lệnh lập tức lắc mình ra khỏi thư các, nhảy tới giữa không trung thấy chân núi quang ảnh lập lòe yêu ma khí cuồn cuộn. Lấy công lực của tiểu tuyền không thể lao ra khỏi tường lửa của trường quầy ly, nhưng hắn là thủy linh thuần khiết, mà dưới núi Thiên Ngô có rất nhiều dòng nước, rất thích hợp để tiểu tuyền phát huy. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt nâng tay, theo tư tưởng của hắn những dòng suối đan hòa vào nhau dưới chân núi bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên, thủy thế tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành một con rắn nước lao về phía đám yêu ma, triệt tiêu công kích của chúng nó lên đám người tòng tố. Mà đám người tòng tố nhận được cơ hội tốt như vậy, đều tự rút ra pháp bảo, niệm pháp quyết, bằng tốc độ nhanh nhất pháp chú mạnh mẽ nhất, dốc sức tiêu diệt nhiều yêu ma nhất có thể. Hừ, thiên khê hừ lạnh một tiếng, nói, yêu ma ta chịu đến có thể đông kín cả ngọn núi thiên ngu, người cho rằng vài con người có thể làm được gì. Chẳng qua là chết chậm lại một chút, đau đớn thêm một chút mà thôi. Trưởng quầy ly đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của thiên khê, cười nhạo nói, bọn họ có chết hay không là vận mệnh của bọn họ, mà ngươi khó tránh khỏi số mệnh không ngờ ngươi ở cùng đạo sĩ kia lâu ngày khẩu khí cũng thay đổi không ít chật chật đáng tiếc cho một đôi uyên ương xấu xố dứt lời một cơn lốc kéo tới định bao vây tay chân trường quầy ly thiên khê không thể không kinh ngạc vì trường quầy ly hắn không dự đoán được tam muội chân hỏa của nàng lại mạnh mẽ như thế đây là thất sách đầu tiên của hắn hắn cũng không ngờ rằng nàng có linh đan giúp nhanh chóng tăng pháp lực đây là thất sách thứ hai của hắn may mắn hắn cũng không mốc vẫn có thể khống chế thế cục nhưng giờ phút này Bạch Nham không ở đây không có nghĩa là hắn sẽ không đến, hắn không muốn bị tổn thất, lại càng không muốn hao phí quá nhiều sức, nhưng lúc này không nghĩ được nhiều như vậy, cứ tiếp tục thế này sẽ không có lợi cho hắn. Thiên Khê nhìn về phía trường quầy ly cười cười, huyết một tiếng, sau một lát bốn vệt sáng đỏ từ bốn phía khác nhau bay đến. Đợi chúng nó dừng lại trường quầy ly mới thấy rõ, đây không phải bốn nữ đồ đệ của phong cơ sao, xem ra bây giờ bọn chúng phục tùng mệnh lệnh của Thiên Khê bài kiến huyền kỳ đế quân. Như nhứ cười duyên liếc mắt đưa tình với thiên khê, trưởng quầy ly nhìn mà buồn nôn. Thiên khê không để ý tới như nhứ, chỉ ra lệnh giữ chân nàng. Bốn nữ yêu eo lắc một cái, đồng thời vây công trưởng quầy ly. Bốn nữ yêu lấy như nhứ cầm đầu này đạo hạnh cao hơn hẳn đám yêu ma dưới kia, tuy là đệ tử của phong cơ nhưng cộng lại cũng có gần 5.000 năm đạo hạnh, muốn tiêu diệt bọn chúng trường quầy ly không thể không khổ chiến một trận, mà ngay lúc ấy thiên khê đã tiến vào núi thiên ngu, tự mình đi phá tường lửa của trường quầy ly. Trường quầy ly cắn răng lấy một địch bốn, tuy rằng chiếm thượng phong nhưng lại bị bọn chúng quấn chặt không buông, so với thiên khê còn phiền toái hơn. Ngay lúc trường quầy ly đang tức giận, một luồng kiếm quang nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực của một nữ yêu trong đó. Bọn chúng hiển nhiên không nhận ra Bạch Nham không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau chúng kiếm cự khuyết quay vòng tách như nhứ và hai nữ yêu khác khỏi trường quỷ ly. Dù sao, nàng không sao chứ. Bạch Nham lắc mình đến bên trường quỷ ly, nàng đã ăn ngưng thần đan rồi sao? Trường quỷ ly gật đầu, không còn cách nào khác, muội muội chàng đâu. Nàng còn hy vọng Bạch Doanh Chi đến giúp bọn họ một tay, cho dù chỉ ngăn cản đám yêu ma dưới núi này cũng tốt. Bạch Nham nói, muội ấy đến núi ngũ hành cứu tiêu thừa, Ta nghĩ thiên khê muốn cởi bỏ ngũ hành trận sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ở núi ngũ hành trước, tiêu thừa là dùng không phải hắn nói thu là có thể thu, bây giờ nhất định đang bị nhốt ở trong núi ngũ hành. Nguy rồi, trường quầy ly cho mày, vân nhai canh giữ ở núi ngũ hành. Trong lòng Bạch Nham cũng không khỏi run lên, doanh chi không phải đối thủ của vân nhai, đừng nghĩ chuyện này nữa, trước đối phó thiên khê quan trọng hơn, doanh chi sẽ có cách bảo toàn mạng sống hai người vừa né tránh đòn tấn công của ba nữ yêu như như, vừa nghĩ cách. Trưởng quầy ly gật đầu, chàng mau ăn ngưng thần đan đuổi theo thiên khê, ta bày trận. Được, Bạch Nham nhanh chóng lao xuống núi. Trưởng quầy ly thông qua hạt giấy ký linh nói với Thanh Vũ, thuần nguyên hóa cảnh. Ngay sau đó trong núi thiên ngô tuôn ra một luồng sáng trắng, trong phút chốc chiếu sáng cả trời đất. Trong lòng trưởng quầy ly mừng thầm, sức mạnh của nữ hoa trong cơ thể Thanh Vũ quả nhiên rất mạnh ngay lúc như như bị ánh sáng trắng chiếu vào mắt, ngân cung của trường quầy ly đã bay tới trước người nàng ta, chặt ngang thắt lưng nàng ta. Hai nữ yêu còn lại thấy vậy lập tức định chạy trốn, đáng tiếc các nàng có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng tên hỏa vũ, cả hai bị tên hỏa vũ thiêu cháy. chương 69, Kính Côn Luân thức tỉnh Ống tay áo trắng như tuyết của thiên khê phi về phía tường lửa màu vàng đang cháy hừng hực, tam muội chân hỏa tuôn ra vô số chấm lửa nhỏ, sức nóng khiếp người, mà đoạn ống tay áo kia chạm vào tam muội chân hỏa lại không hề sứt mẻ, ngược lại còn giống như một thanh đao khoét ra một lỗ hồng trên tường lừa. Kiếm cự khuyết của Bạch Nham lao đến, nháy mắt đâm xuyên qua ống tay áo của Thiên Khê. Thiên Khê thu hồi ống tay áo liếc Bạch Nham một cái, âm thầm mắng một câu đáng chết, xem ra phải giải quyết Bạch Nham trước. Thiên Khê bỗng phát ra một tiếng thét dài, gọi một bộ phận yêu ma vây quanh chân núi đến, ánh mắt nhìn Bạch Nham tràn đầy sát ý hắn không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cho nên những yêu ma được gọi tới đều có hơn một ngàn năm đạo hạnh, khiến cho Bạch Nham không thể không cẩn thận đề phòng. Mặc dù đã ăn ngưng thần đan nhưng hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, đột nhiên bị vây công khiến hắn đành ra sức chống đỡ. Sát ý nồng đậm trong mắt thiên khê gợi lên ma tính huyết sát không thể ngăn cản quanh thân hắn, Bạch Nham thấy trên mờ bàn tay giấu trong ống tay áo đã bị hắn chém đứt của thiên khê hiện ra ấn ký ngọn lửa màu đen hắn đã bị trường quỷ ly và bạch nham hoàn toàn chọc giận, trong lòng vốn đã muốn giết bọn họ lúc này càng trở nên cực đoan táo bạo, quả nhiên là trận thế tuyệt sát. Bạch nham đối mặt với thiên khê cũng không có chút sợ hãi nào, trước khi đến hắn và trường quỷ ly đã sớm chuẩn bị tâm lý một mất một còn với thiên khê, giờ đúng là lúc quyết định thắng bại. Tốc độ kiếm cự khuyết cực nhanh, thiên khê cũng rất vững vàng, ống tay áo của hắn phất lên dường như có thể đảo lộn thế giới. Bạch Nham thật sự không nhìn ra y bào của thiên khê rốt cuộc là pháp khí gì mà lại khó chơi như thế, cho dù kiếm của hắn lấy góc độ nào, tốc độ nào đâm tới thiên khê, ống tay áo của hắn cũng chỉ nhẹ nhàng phất một cái là có thể đỡ được, điều này khiến cho Bạch Nham không thể nào xuống tay, bên người còn có mấy yêu ma quấn lấy hắn không buông, lại càng phiền toái. Bỗng nhiên một luồng sáng trắng rực rỡ từ thư các tuôn ra, trong nháy mắt đã chiếu sáng cả ngọn núi thiên mu, mấy trăm yêu ma thét gào gầm rú, ngay cả thiên khê cũng phải lùi lại mấy bước. Tiên khí trên núi do thuần nguyên hóa cảnh giấy lên đối với yêu ma mà nói nguy hiểm chẳng khác nào Phật quang phổ chiếu, huống chi thanh vũ còn ăn ngưng thần đan. Nếu không có trận mưa máu lúc trước thì tác dụng còn mạnh hơn, hoàn toàn có thể đẩy lùi một ít yêu ma không đủ đạo hạnh ra khỏi núi thiên ngu, nhưng bây giờ chỉ có thể khiến chúng nó vô cùng khó chịu một phen mà thôi. Thừa dịp có thuần nguyên hóa cảnh trợ giúp, kiếm cự khuyết của bạch nham sáng dọi đâm về phía ngực thiên khê, đồng thời Bạch Nham dùng mấy tấm chú phủ bước lui đám yêu ma vây quanh tư phía. Còn người của thiên khê chợt lóe thành màu đỏ, từ mi tâm tràn ra một ít màu xanh đen, sau đó nhanh chóng phủ kín ấn đường, ma tính trên người quá nặng. Mắt thấy bảo kiếm của Bạch Nham đã tới trước mặt, hắn cũng không dùng ống tay áo đỡ nữa, chỉ lặng lặng chờ kiếm cự khuyết đâm tới, xòe tay ra bấm một cái bảo kiếm bỗng dưng ngừng lại, sau đó lật tay nắm chặt, kiếm cự khuyết sắc một tiếng vỡ vụn. Bạch Nham nhìn không khỏi khiếp sợ, dưới sự ảnh hưởng của thuần nguyên hóa cảnh, mà tính của thiên khê không những không bị áp chế ngược lại càng mạnh hơn, đây là đạo lý gì vậy? Hừ, không có pháp bảo, ta xem ngươi tay không đấu với ta thế nào. Thiên khê cười lạnh một tiếng, ống tay áo lại cuồn cuộn lao về phía Bạch Nham, gấm trắng đã che đẩy tất cả hắc ám. Bạch Nham cũng mỉm cười, thái độ giống như gió thoảng mây trôi dường như đã hơn 500 năm rồi hắn không cảm giác được tử vong, 500 năm trước chịu cực hình thần diệt trong lòng hắn cũng có sợ hãi và khiếp đảm. Hôm đó khi lửa thiêu nguyên thần, lần đầu tiên hắn cảm giác được mình sẽ chết. Từ ấy về sau, hắn nhìn chuyện nào, người nào cũng càng thấu triệt, mộ ra rất nhiều. Có lẽ cũng vì vậy nên khi trường quầy ly giúp hắn loại bỏ thiên hỏa, hắn có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới hỗn độn. Thiên khê trước mắt này lần thứ hai khiến cho hắn cảm giác được tử vong, thiên hỏa là giày vò sinh mệnh, còn cảm giác thiên khê gây cho hắn là đoạt lấy sinh mệnh trong nháy mắt, vô cùng điên cuồng. Giờ khắc này ở bên bờ vực sinh tử hắn không sợ hãi, bởi vì hắn có thể tưởng tượng được xuyên qua tấm lụa trắng tử vong của thiên khê, là ngàn năm vạn năm nhàn nhã của hắn và trường quỷ ly. Ống tay áo của thiên khê đột nhiên bị một sức mạnh khiếp người kéo lại, xoẹt một tiếng đã bị xé rách. Trước mắt thiên khê chợt lóe lên một luồng sáng trắng, hắn vội né qua, Bạch Nham đã đến trước mặt hắn, trong tay cầm một cây cốt tiêu màu trắng. Sương Rồng, Thiên Khê rõ ràng cảm nhận được linh khí tinh thuần từ cây cốt tiêu này, là kiện pháp khí vô cùng khó lường. Kiếm cự khuyết của Bạch Nham dù có lợi hại cũng chỉ là một vật chết, nhưng cốt tiêu này lại hoàn toàn bất đồng. Nó cũng gần giống Hỏa Vân Thần Đan, đều có linh tính, nhưng càng thuần khiết cũng càng mạnh hơn Hỏa Vân Thần Đan. Ha ha, coi như ngươi cũng có mắt nhìn đó chính là xương rồng của ta, thế nào? Có thể liều mạng cùng ngươi chưa? Bạch Nham cong môi cười, hắn bao nhiêu tuổi thì cốt tiêu này bấy nhiêu tuổi, trên đời này không có kiện pháp khí nào có thể phù hợp với hắn hơn cây cốt tiêu này. Quả thật, trên đời này không có gì đáng tin và phù hợp với mình hơn chính bản thân mình. Thiên khê nhướng mày, trong lòng phẫn nộ vô cùng, sát khí ngút trời. Bầu trời bỗng nhiên bừng sáng, lại giống như có mây mù thổi tới che đi ánh nắng, hạ xuống mấy luồng quang ảnh, thiên khê phát hiện không ổn đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Nguy rồi, thái cực đồ đã dần dần mở ra bao phủ cả ngọn núi thiên ngu, trong tay lờ mờ nghe thấy tiếng trường quỷ ly niệm pháp chú, giống như châm đâm vào trong đầu khiến cho hắn đau đến thấu xương. Bạch Nham thấy thiên khê không có phản ứng với thuần nguyên hóa cảnh trong lòng còn có chút bất an, giờ phút này hắn bị thái cực đồ ảnh hưởng, dường như có thể thấy được thắng lợi trước mắt, tay cầm cốt tiêu vội vàng tấn công thiên khê. Thiên Khê né công kích của Bạch Nham, vung tay dùng giải gấm trắng cuốn lấy Bạch Nham. Thiên Khê thả người nhảy lên đám mây hướng về phía trường Quỷ Ly, thái cực càn khôn trận một khi hoàn thành thì dù là Thiên Khê cũng khó bỏ chạy. Thái cực càn khôn trận mặc dù lợi hại nhưng rất khó khống chế. Dù trưởng Quỷ Ly tinh thông trận pháp nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng thái cực càn khôn trận, có tác dụng hay không một nửa đành xem ý trời. Nàng mở thái cực đồ, niệm pháp quyết, cảm thấy linh khí phiêu tán trào lên, làm cho người ta cảm thấy yên ả an bình, lại giống như mặt trời mọc từ phương đông ẩn chứa khí thế khổng lồ. Đột nhiên trong nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được toàn bộ trời đất đều hiện ra trước mắt mình, ở trong lòng mình. Ngay lúc nàng vừa phát hiện ra sự ảo diệu của thái cực đồ, mà tính ngủ say lâu ngày trong thân thể cũng bị thái cực đồ đánh thức, bắt đầu cuộn trào trong huyết mạch, dường như đang thì thầm bên tai nàng, chống cự lại linh khí của thái cực đồ trưởng quầy ly cắn chặt răng cưỡng chế bản năng kháng cự thái cực đồ dù thế nào cũng phải hoàn thành thái cực càn khôn trận ống tay áo trắng của thiên khê đã vung tới trước mắt trưởng quầy ly hoảng hốt lúc này nàng đứng ở mắt trận thái cực càn khôn không thể di chuyển né tránh chỉ đành gọi ngân cung ra ngăn cản ống tay áo thiên khê mang theo từng trận cuồng phong làm cho ngân cung giống như bị ngàn vạn sợi dây trói chặt sắc bén thế nào cũng không cắt đứt được trưởng quầy ly âm thầm mắng thiên khê một tiếng, âm hồn không tiêu tan. Cũng không thể tránh không thể trốn, ngăn cản được mấy chiêu công kích nhưng không thể ngăn cản hơn 10 sát chiêu liên tiếp của hắn. Trong lòng trưởng quầy ly thầm tính tuần xem giờ phút này công lực của nàng có thể ngăn được bao nhiêu sát chiêu của thiên khê, 5 chiêu. 10 chiêu, đỡ 3 chiêu là tốt rồi, Bạch Nham chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu nàng. Bốn cánh màu vàng xòe ra, bên trong lẫn vài cọng lông vũ màu đen, quỷ dị không nói được thành lời. ống tay áo thiên khê phất đến, cánh chim chắn cho trưởng quỷ Ly chiêu thứ nhất. Giác trưởng quỷ Ly rõ ràng nghe thấy được tiếng cánh mình bị bẻ gãy, đau đớn lập tức lan tỏa, làm cho lưng nàng đau đến rút vân. Nếu tay áo này mà quấn trên cổ, vậy cổ nàng chắc chắn đã bị vặn gãy. Đau tràn vào tận tim, trước mắt nàng trắng xóa. Nàng bị thương một bên cánh, còn có bên kia có thể tạm thời chống đỡ đã gãy một cánh rồi gãy thêm cái nữa cũng chẳng sao nhưng lúc này đây nàng không thể tiếp tục ngăn cản giải gấm màu trắng mặc dù triển khai ở trước mắt nàng nhưng thiên khê lại xuất hiện ở phía sau nàng chỉ một phán đoán sai lầm trong nháy mắt bàn tay thiên khê đã đặt giữa lưng trường quầy ly ngón tay hóa thành móng vuốt tay hắn có thể móc tim của nàng ra dù sao tiếng của bạch nham đến nhanh hơn trường lực của thiên khê khi nàng đinh ninh mình chết chắc rồi cốt tiêu của Bạch Nham lại cực chuẩn đập vào cổ tay Thiên Khê, chặt đứt một bàn tay của hắn. Trưởng quầy ly quay đầu nhìn Bạch Nham một cái, trong lòng mới thoáng an tâm. Thiên Khê gầm lên một tiếng, ống tay áo mở ra hóa thành vô số quỷ ảnh màu trắng bao vây trưởng quầy ly và Bạch Nham, mỗi một quỷ ảnh đều ở trước mặt bọn họ dương nanh múa vuốt. Bạch Nham và trưởng quầy ly trao đổi ánh mắt, trong lòng có cùng suy nghĩ bọn họ dây dưa với thiên khê không ai có thể chiếm hết thượng phong đuổi tận giết tuyệt đối phương, nhưng rằng có thế này không thể duy trì lâu, đợi ngưng thần đan hết hiệu lực, bọn họ sẽ mất hết pháp lực, lúc ấy thì chỉ có một kết cục. Nếu bọn họ không muốn chết nhất định phải đánh vỡ cục diện bế tắc này. Trưởng quầy ly giữ thái cực càn khôn trận không thể di chuyển, nàng cho Bạch Nham một ánh mắt. Bạch Nham lập tức hiểu rõ, lấy ra hạt giấy ký linh với tổng tố và đám đạo sĩ đường phong, hỏi, này trong các ngươi ai có thể khống chế kính côn luôn. Hạc giấy không đáp lại. Trưởng quầy ly nóng này, quát các ngươi đặt kính côn luân lên mặt đất, mỗi người tùy tiện thi triển một pháp thuật nhỏ với nó, xem phản ứng. Mau lên! Bạch Nham đưa cốt tiêu cho trưởng quầy ly, bảo vệ nàng, để thiên khê không thể dễ dàng đả thương nàng, còn mình thì thả người nhảy xuống đám mây đi đến chân núi tìm đám người tòng tố kia. Bởi vì có tiểu tuyển hỗ trợ, đám người tòng tố chiếm không ít ưu thế khi bạch nham xuống đến nơi bọn họ đã dựa theo lời trường quầy ly đặt kính côn luân xuống mấy đạo sĩ đã tế ra pháp bảo của mình nhưng kính côn luân lại không hề có chút phản ứng chỉ hơi giật giật đối với kiếm của đường phong đường phong trong lòng vui sướng nghĩ rằng mình có thể điều khiển kính côn luân không ngờ bạch nham lại lắc đầu nhìn tòng tố nói tòng tố ngươi thử xem ta không được lão đạo sĩ minh trí quát kính côn luân là trí bảo huyền tôn giáo núi vân đài ta há có thể để người ngoài sử dụng. Bạch Nham lừa minh trí một cái, núi Vân Đài cung phụng kính Côn Luân là vì trừ ma vệ đảo hay để làm bình hoa ngắm Một câu này đã chẹn được hỏng minh trí, không đợi minh trí lại tìm lý do thoái thác khác, Bạch Nham trực tiếp cầm kính Côn Luân lên đặt vào trong tay cầm trì châu của Tổng Tố. Ngưng một chút, kính Côn Luân bỗng nhiên phiếm ra ánh sáng màu vàng nhạt, văn tự điêu khắc trên viền kính từ xưa bắt đầu xoay tròn, một luồng sáng màu vàng rực rỡ từ trong kính côn luân bắn lên tận trời tất cả mọi người choáng váng kính côn luân ngủ say ngàn năm đã thức tỉnh trong tay tòng tố bạch nham nói dùng kính côn luân chiếu vào thiên khê lời còn chưa dứt bạch nham đã đem viên ngưng thần đan cuối cùng nhét cho tòng tố một tay túm hắn đạp vân mà lên khiến tòng tố hết thảm một tiếng hắn không biết bay mà sau một lát kinh sợ tòng tố phục hồi lại tinh thần làm theo như lời bạch nham chiếu kính côn luân về phía thiên khê. Thiên khê nhận thấy luồng sáng dữ dội như lửa từ phía sau hắn phóng tới đương nhiên phải tránh, hắn tránh thoát khiến ánh sáng của kính côn luân chiếu lên người trưởng quầy ly. À à à, mà tính trong người trưởng quầy ly cũng không ít, sao chịu nổi thần khí của kính côn luân, lúc này nàng cảm thấy mình như bị lột một lớp da. Tòng tố lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo thiên khê, bạch nham lo lắng cho trưởng quầy ly, nhưng lại không thể buông tòng tố ra, bằng không ngã từ độ cao này xuống, tổng tố chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Bạch Nham mang theo tổng tố đến cạnh trường Quầy Ly, vội vàng hỏi, du sao, nàng không sao chứ? trưởng Quầy Ly cắn răng hung hăng đáp, không sao, lột ra mà thôi. Bạch Nham biết nàng nổi giận, chỉ cười. Nàng còn sống là quan trọng nhất, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Kính Côn Luân, Thái Cực Càn Khôn Trận, Thuần Nguyên Hóa Cảnh, Thiên Khê đã mất phần thắng, hắn cắn răng nhìn Bạch Nham và Trường quầy Ly còn có hòa thượng tay cầm kính côn luân, trong lòng lửa giận hừng hực như muốn thiêu đốt lồng ngực hắn. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, bỗng nhiên một hơi thờ quen thuộc xuất hiện. Vân Nhai, tới thật đúng lúc, Thiên Khê quay đầu liếc mắt một cái, Vân Nhai đã đứng cách hắn không xa. Trường 70, nhạt như mấy trôi, nhẹ như gió thổi. Vẫn là quần áo màu đen, vẫn là người dịu dàng như trước, giờ phút này vân nhai chỉ nhìn trường quầy ly khe khẽ thở dài thiên khê bỗng nhiên thấy cứu binh trong lòng vô cùng vui vẻ lắc mình đến bên vân nhai vỗ vỗ vai hắn vân nhai đến đúng lúc lắm vân nhai gật đầu đúng vậy thật đúng lúc thiên khê biết trong lòng vân nhai vẫn còn sót lại tình cảm nào đó với ly du giao hơi nhíu mày nếu ngươi không muốn ta giết ly du giao thì giữ chân bọn họ đừng để cho bọn họ cản trở ta bắt hậu nhân của nữ hoa Vân Nhai lại gật đầu một cái, được. Thiên Khê nở nụ cười một tiếng, bóng trắng chợt lóe qua rồi không thấy người đâu nữa. Bạch Nham một tay túm tòng tố, nhìn Vân Nhai, một bên hỏi trưởng Quầy Ly, làm sao bây giờ? Trưởng Quầy Ly không đáp, trái lại hỏi, chàng đến núi Vân Đài điều tra được cái gì? Bạch Nham trầm giọng nói, 10 năm qua, đệ tử Minh Dục sủng ái nhất là Thành Đàm, cũng chính là Vân Nhai, mà hắn rất ít xuống núi, thậm chí rất ít gặp người, luôn ở trong kinh thư các núi Vân Đài nghiên cứu đạo sĩ. Trưởng Quầy Ly nhìn Vân Nhai, nói với Bạch Nham một câu, ta muốn đánh cược một phen. Ừ, Bạch Nham cũng đang nhìn Vân Nhai, gật đầu đáp ứng trưởng Quầy Ly. Trưởng Quầy Ly mỉm cười, Bạch Nham quả nhiên là người hiểu nàng nhất. Tổng tố nhìn không hiểu cũng nghe không hiểu rốt cuộc Bạch Nham và trưởng Quầy Ly đang nói cái gì, cầm kính côn luân trong tay cũng không biết có nên chiếu vào Vân Nhai hay không. Vân Nhai di hình nháy mắt liền đứng trước mặt ba người, ánh mắt của hắn đảo qua trưởng Quầy Ly và Bạch Nham cuối cùng rơi xuống trên người Tổng Tố, than nhẹ một câu, ta ở núi Vân Đài 10 năm, không ngờ người phải đợi lại là hòa thượng mà không phải đạo sĩ. Lời này làm cho Tổng Tố hoàn toàn choáng váng, có ý gì? Lời Vân Nhai cũng làm cho trưởng Quầy Ly và Bạch Nham kinh ngạc. Trưởng Quầy Ly vốn luôn tin Vân Nhai sẽ không giúp Thiên Khê làm chuyện xấu. Theo như lời Bạch Nham, lão đạo minh dục này pháp lực thâm hậu, tất nhiên đã sớm phát hiện Vân Nhai mượn thân thể thành đàm, nhưng hắn lại giữ Vân Nhai ở bên mình, chứng tỏ bọn họ có ước định hoặc hiệp nghị nào đó. Lấy thân phận và đạo hạnh của minh dục, hắn không đến mức nhập ma đảo, bằng không cũng không thể thăng tiên ở phong đô. Mà thần dụ thiên hạ đại loạn cũng xuất phát từ minh dục, rốt cuộc thần dụ này có phải do Vân Nhai tiết lộ hay không thì bọn họ chưa biết, nhưng Bạch Nham và Trường Quỳ Ly suy nghĩ giống nhau. Vân Nhai không cùng phe với Thiên Khê, hắn có kế hoạch và mục đích của hắn. Nhưng bọn họ không thể ngờ Vân Nhai nhốt mình trong thân thể người phàm, tra tấn mình hơn 10 năm, lại vì chờ người có thể khống chế kính côn luân xuất hiện. Nếu không phải sức mạnh của Tòng Tố đột nhiên bộc phát khiến Trường Quầy Ly và Bạch Nham đoán ra thì chắc bọn họ cũng sẽ nghĩ là một đạo sĩ huyền tôn giáo cực có thiên phú nào đó mà không phải tiểu hòa thượng trước mắt này. Trường Quầy Ly nhìn Vân Nhai hỏi, huynh vẫn nên giải thích với chúng ta một chút đi, thiên khê không phá vỡ tam muội chân hỏa của ta nhanh như vậy đâu trong thư các còn có xí hoàng bảo vệ thanh vũ thiên khê không chiếm lợi thế được vân nhai nghe được tên xí hoàng hơi kinh hãi rồi lập tức khôi phục vẻ mặt bình thản nói từ lúc thiên khê toàn tâm toàn ý bôn ba tìm cách cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận ta liền sinh ra nghi ngờ đối với nguyên hình của hắn mặc dù hậu khanh là sư phụ chúng ta nhưng ma vốn chẳng quan tâm cái gì gọi là tôn sư trọng đạo hắn hiển nhiên có ý đồ khác thường đối với hậu khanh. Mà hắn tức giận không thể kìm chế được khi muội phản bội càng làm cho ta chắc chắn rằng hắn cởi bỏ phong ấn là có toan tính. Vì thế ta nghĩ, muội rời khỏi núi ngũ hành cũng tốt, nếu bị cuốn vào âm mưu của thiên khê chắc chắn không có kết cục tốt, nhưng cuối cùng muội vẫn bị cuốn vào. Trưởng quầy ly nghe vân nhai nói vậy, cảm kích đối với hắn trong lòng lại tăng thêm vài phần, bạch nham nhìn thế trong lòng không thoải mái, nói trọng điểm. Vân Nhai liếc nhìn Bạch Nham một cái, Thiên Khê là bóng của Hậu Khanh. Cái gì? Trưởng Quầy Ly, Bạch Nham và Tòng Tố ba người gần như là trăm miệng một lời. Nói thế này có vẻ thích hợp hơn, Thiên Khê là oán linh do thù hận của Hậu Khanh trải qua ngàn năm hình thành, hắn giống như bóng của Hậu Khanh, không thể tách rời khỏi Hậu Khanh. Nếu ý thức cuối cùng của Hậu Khanh ở phong ấn ngũ hành trận hóa thành hư vô, vậy Thiên Khê cũng khó mà sống nổi, bởi vì hắn không có nguyên thần cũng không có thân thể, có hậu khanh mới có hắn. Huynh chắc chắn, trưởng quầy ly hỏi. Vân nhai gật đầu, ta đã vào tháp linh lung, thiên khê không có lửa vô sinh, nhưng hậu khanh có, trong lửa vô sinh của hậu khanh có ký ức của thiên khê. Khiếp sợ của trưởng quầy ly, bạch nham và tòng tố không có từ nào có thể biểu đạt, sự thật này quả thật là không ngờ, nhưng cũng hoàn toàn giải thích được vì sao thiên khê không tiếc bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận, là vì chính hắn khó trách huynh nói tiên khê trời sinh là ma. Giờ phút này cuối cùng trường quầy ly cũng hiểu được ý trong lời vân nhai nói. Bạch Nham hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ phải làm sao mới có thể giết chết một cái bóng không có nguyên thần lại không có thân thể? Vân Nhai nói, đây là nguyên nhân thứ hai ta ẩn thân trong huyền tôn giáo, ta vẫn không tìm thấy phương pháp nào có thể hoàn toàn giết chết thiên khê, bây giờ chỉ đành liều một chút thôi. Làm thế nào? Trưởng Quầy Ly hỏi dùng kính côn luân chiếu vào thái cực đồ, lấy kính côn luân làm mắt trận thái cực càn khôn, tìm ra linh nguyên của thiên khê. Thiên khê có linh nguyên, tổng tố không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn cũng là oán linh đương nhiên có linh nguyên, hắn có thể rời khỏi núi ngũ hành mà không bị hạn chế chứng tỏ hắn mang linh nguyên ở trên người. Tìm được linh nguyên là có thể giết hắn. Trưởng Quầy Ly giải thích, nếu thiên khê là oán linh của hậu khanh, vậy ngày nào hậu khanh còn chưa thoát khỏi phong ấn, hắn sẽ không thể hòa hợp linh nguyên vào thân thể mình, do có phong ấn ngăn cản. Đây cũng là một nguyên nhân khiến hắn phải cởi bỏ phong ấn. Vân nhai gật đầu, đúng là như thế. Vậy còn chờ cái gì? Tổng tố nhìn Bạch Nham một cái, ý bảo Bạch Nham đưa hắn đến chỗ thái cực đồ. Bạch Nham cười một tiếng, đi. Một tay túm tổng tố phi thân lên. Trưởng quầy ly nhìn Vân nhai mỉm cười, cảm ơn. Vân nhai cười khổ cười, ta chưa làm được gì thậm chí ngay cả lời hứa che chở không để muội bị thương cũng không làm được vừa nói vân nhai vừa vươn tay chạm vào bên cánh bị gãy của trưởng quỳ ly hào quang pháp thuật ôn hòa mông lung bên cánh bị gãy của nàng dần dần khôi phục như thường đau đớn cũng biến mất nếu người có thể khống chế kính côn luân không xuất hiện huynh sẽ không ra mặt sao trưởng quỳ ly không tin vừa rồi hắn ẩn thân ở bên nhìn thiên khê suýt chút nữa giết nàng vân nhai lắc đầu mới vừa rồi bị nữ thần bột hải ngăn cản nên chậm trễ một chút. Bạch Doanh Chi Ừ, nàng ấy vừa vào núi đã động thủ với ta, mất rất nhiều sức mới giải thích được. May rằng tới không muộn. Vậy nàng ấy đâu? Mang theo nhị hoàng tử Long tộc Đông Hải trở về rồi. Cuộc chiến nơi này bọn họ không thích hợp tham gia. Trưởng quầy ly gật đầu, tiện đà nhắm mắt lại, chuyên tâm niệm pháp chú. Vân nhà yên lặng lùi xa mấy trưởng, cuối cùng nhìn trường quầy ly một cái. Thật ra hắn không đến muộn, khi trường quầy ly mở thái cực đồ, hắn đã đến rồi. Khi hắn thấy thiên khê từ sau lưng bất ngờ đánh một trường, giây phút đó trái tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực, vốn muốn ra tay cứu giúp lại thoáng nhìn thấy bạch nham, cuối cùng hắn không hiện thân, ly du dao đã không cần hắn bảo vệ nữa rồi. Trận đại chiến trên núi Thiên Ngu, Thiên Khê vừa phá vỡ tường lửa xâm nhập vào thư các, bị xí hoàng cản lại, vốn định ra tay lại bị một luồng sáng vàng quê chặt, ép tới hắn không thở nổi. Trong hàng trăm quỷ ảnh màu trắng của thiên khê, Vân Nhai tìm được con duy nhất màu đen, linh nguyên của thiên khê, pháp khí nhỏ như hạt đậu trong tay bắn ra đánh tan quỷ ảnh màu đen kia, lặng lẽ kết thúc ma đầu thiên khê này. Thiên khê, còn có rất nhiều người cũng không ngờ rằng kết cục trận đại chiến này lại thành ra như vậy, phong hồi truyền lộ, thiên khê chưa kịp khiếp sợ đã hóa thành khói bụi biến mất. Vân Nhai là sô ảm đế quân, là ma, hắn nhưng lại giết huyền kỳ đế quân, còn để cho đám người trưởng quầy ly chạy mất. Chúng yêu ma dưới chân núi thiên mưu đều khiếp sợ không biết làm sao, nhìn vân nhai yên lặng không tiếng động. Vân nhai đứng ở trên cao nhìn đám tiểu yêu dưới chân núi, chỉ khẽ cười nói, nay ma giới chỉ có một đế quân. Vì thế toàn bộ ma giới đều nghĩ rằng vân nhai vì đoạt quyền mà giết thiên khê. Nhưng nguyên nhân thật sự thì ngay cả trường quầy ly cũng không đoán ra. Vân đảm phong khinh, Đại chiến qua đi, núi thiên ngu tràn đầy vết máu hắc ám, dấu vết đạo pháp yêu thuật hủy diệt, suy tàn hoang vắng, trường quầy ly dương mắt nhìn chỉ thấy gió thoảng mây trồi, nàng chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, cả người lâng lâng giống như đám mây. Dù sao, giọng bạch nham lo lắng hoảng sợ truyền vào lỗ tai nàng, nàng lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, dù sao nàng cũng đã không thể trả lời. Trường 71, không thể nào quên Mơ mơ màng màng trước mắt có một khoảng sáng mông lung ôn hòa trường quầy ly cảm thấy mình mệt muốn chết thân thể rất nặng nhưng lại rất thả lỏng nàng muốn ngủ đợi nàng tỉnh táo lại không biết đã ngủ bao lâu mở mắt ra nhìn thấy chính phòng mình không phải căn phòng nhỏ ở đan thành mà là phòng ở núi bình đình tường thạch bích bốn phía khắc văn cổ đưa tay sờ phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường hàn ngọc nàng trở về lúc nào trở về bằng cách nào lần trước nàng tỉnh tại trong gian phòng này là vì pháp thuật của dực thánh chân quân, khiến nàng nhập vào thần thức của chính mình, bây giờ thì sao? Nàng lại nằm mơ, cửa đá nặng nề bị đẩy ra, trường quầy ly quay đầu lại nhìn, người tới mặc váy dài màu trắng dịu dàng phiêu giật, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại thon dài bưng một ly trà. Đã tỉnh rồi à? Giọng nói này, trường quầy ly ngừng lên nhìn cho rõ ràng người tới, cô cô. Đứng lên uống ngụm nước đi trưởng quầy ly ngồi dậy đón lấy chén trà, uống một ngụm. Trong nước trà lành lạnh mang theo một chút ngọt, là nước suối của núi Bình Đình. Nàng thật sự đã trở lại. Cô cô, con, con trở về bằng cách nào? Trưởng quầy ly nhìn cửu thiên huyền nữ, hơn 800 năm không gặp cô cô vẫn là bộ dáng đó, giọng điệu và vẻ mặt khi nói chuyện đều không thay đổi, giống như nàng chưa bao giờ rời đi, chẳng lẽ cô cô không trách nàng nhiều năm qua làm sằng làm bậy như vậy sao? hiệu lực ngưng thần đan hết khiến con hư thoát thôi. Huyền nữ nhìn trường quầy ly, khẽ thở dài, trở về thì tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Trường quầy ly thấy huyền nữ đứng dậy định đi, lập tức ngăn bà lại, cô cô, con trở về bằng cách nào? Bạch nham đâu? Bạch nham đâu? Chuyện cuối cùng trường quầy ly nhớ rõ đó là giọng nói hoàng hốt của bạch nham, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là trời xanh mây trắng núi thiên ngu, vì sao nàng lại tỉnh dậy ở núi Bình Đình? vì sao người ở bên nàng không phải bạch nham. Huyền nữ biết không lừa được nàng lâu, liền thẳng thắn nói thật, lấy từ trong tay áo cốt tiêu của bạch nham đặt vào tay trưởng quỷ ly, dù sao, đây là tiểu tử bạch gia bảo ta thay hắn chuyển cho con. Thay chàng chuyển, có ý gì? Trong lòng trưởng quỷ ly bất an đang cắn nuốt lý trí của nàng, cô cô đưa nàng về núi Bình Đình tức là thiên đình đã biết kết quả của trận chiến trên núi Thiên Ngu, hơn nữa còn phái người tới có phải là Bạch Nham đã bị mang về thiên đình? Bạch Nham giao cốt tiêu cho cô cô, có nghĩa là hắn không thể tới gặp nàng sao? Trưởng quầy ly càng nghĩ càng sợ, bàn tay nắm lấy cánh tay cô cô không khỏi run rẩy. Huyền nữ nhìn sắc mặt trưởng quầy ly trắng bệch, hô hấp sồn dập, cả người đều run rẩy, tay nắm lấy tay bà dùng sức như muốn bóp nát xương cốt bà. Huyền nữ đưa tay vuốt ve hai má trưởng quầy ly, nói, dù sao, còn nhớ rõ trước khi xuống núi cô cô đã nói với con như thế nào không? Trăm ngàn lần đừng động tình, con không nghe, yêu dực thánh chân quân hủy đi đạo hạnh của mình thì không nói, còn khiến bản thân đau khổ mấy trăm năm. Nay lại bén dễ tình với tiểu tử bạch gia kia, chẳng lẽ con không biết quy định của thiên đình? Xưa nay thần tiên phát sinh tình niệm sẽ không có kết quả tốt. Nhất là sau khi xảy ra chuyện của bảy tiên nữ, Ngọc Đế và Vương Mẫu đối với chúng tiên nữ, nữ quan, thần nữ trói buộc càng nghiêm khắc hơn. 300 năm trước Long Thái Tử phải chịu cực hình thần diệt cũng bởi vì Ngọc Đế và Vương Mẫu không chấp nhận thần tiên lưu luyến trần tục. Chỉ có duy nhất một lần thôi, tiểu tử Bạch Sa đã là một, thì tuyệt không đối sẽ không có cơ hội có lần thứ hai, thứ ba. Có lẽ con và hắn có duyên, nhưng duyên phận này đến đây là hết rồi. Trưởng Quầy Ly sướng sờ nghe huyền nữ nói xong, mãi vẫn không thể phục hồi tinh thần, tay cầm lấy tay huyền nữ bất giác siết chặt thêm vài phần, trái tim đập thình thịch rối loạn, ngực giống như có một đám khí thực chướng, thực nghẹn. Cô cô, qua một lúc lâu, trường quầy ly mới run giọng hỏi, rốt cuộc Bạch Nham đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng nàng tràn đầy dự cảm xấu, nhưng nàng phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ mới ngủ một giấc, vì sao người đàn ông nói muốn ở bên nàng ngàn năm vạn năm đã biến mất? Tiểu tử bạch ra vọng động phàm tâm, trộm đá vô sắc là tội lớn nhất, 300 năm trước bị phán cực hình thần diệt, việc này coi như đã xong. Nhưng hôm nay hắn chưa bị hủy thần hình, nói cách khác lúc trước là hắn không thành thật chịu hình mà là chạy trốn, đây cũng là tội lớn. Khiêu chiến uy nghiêm quyền lực của Ngọc Đế, dù là ai cũng khó thoát khỏi thiên hình. Trưởng quầy ly nóng này, gần như là kêu lên, nhưng hắn ngăn cản thiên khê, hóa giải đại nạn cho tam giới, công đức này nên tính thế nào? Lấy công chuộc tội cũng không có nghĩa là có thể xóa sạch tội lỗi 300 năm trước. Ngọc Đế hạ chỉ, đưa nguyên thần của tiểu tử Bạch gia nhập luân hồi, ngộ đạo một lần nữa, cho đến khi hắn ngộ ra được tình yêu thì trở về thiên đình khôi phục chức vị Long Thái tử Đông Hải. Đưa nguyên thần nhập luân hồi, tìm hiểu tình yêu, vậy chẳng phải là nói khi nào Bạch Nham đạt đến mức không yêu mới có thể trở về sao? Không yêu không phải sẽ giống viên hạo sao? Đến lúc đó cho dù hắn trở về, muốn nàng đối mặt với hắn thế nào đây? có phải sẽ không nhớ rõ hắn đã từng yêu nàng như vậy? Trường Quầy Ly chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, còn lạnh hơn hồ băng trên núi đại tuyết gấp 10 gấp trăm lần, chỉ có ngực nóng như bị hỏa thiêu, đốt nàng đau, đau đến mức không còn sức kêu ra tiếng. Nàng bỗng ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khiến huyền nữ hoảng sợ. Dô dao, khụ khụ khụ, trường quầy ly che miệng lại, mùi máu tươi ngai ngai quá mức đậm đặc tràn ngập trong miệng trong mũi nàng nàng lao qua loa máu tươi bên miệng, trường quầy ly chỉ hỏi, cô cô, nói cho con biết, chàng ở đâu? Chàng đang ở đâu? Dù sao, con còn muốn tìm hắn sao, chính bản thân con còn khó bảo toàn. Huyền nữ cũng có chút nóng này, đứa cháu gái này từ nhỏ không ngoan thì thôi, không ngờ xuống núi một lần là hơn 800 năm không về, động phàm tâm, nhập ma đạo, hủy đạo hạnh, bà quả thật là không quản nổi. Nhưng dù sao cũng là cháu gái mình, sao có thể không thương cho được, bà sao có thể nhẫn tâm để cháu gái đau khổ. Nhưng việc này là ý chỉ của Ngọc Đế, cũng không còn cách nào khác, nhiều năm như vậy trên lưng con đeo bao nhiêu sát nhiệt chính con cũng không tính nổi đúng không? Mặc dù có công trừ ma, nhưng con vẫn là ma, con cho rằng Ngọc Đế sẽ để yên sao? Ngọc Đế có chỉ, lệnh cho con trong vòng hai ngày đến Tây Thiên theo văn tù Bồ Tát tu Phật, khi nào có thể rửa sạch ma tính thì mới cho phép trở về nhưng trưởng quầy ly giống như hoàn toàn không nghe thấy huyền nữ nói gì chỉ hỏi bạch nham đâu nói cho con biết bạch nham ở đâu hắn đã rơi vào luân hồi trùng sinh ta tận mắt thấy hắn nhập luân hồi con không cần tìm hắn dù tìm được thì hắn cũng không phải bạch nham hắn không nhớ con không nhớ những chuyện đã qua hắn chỉ là một người phàm thôi sẽ không tim nàng giống như bị bóp nát không còn đập nữa Đau đến mức chết lặng là cảm giác duy nhất của nàng. Hất tay huyền nữ đang giữ lấy hai tay mình, nàng cầm lấy cốt tiêu của Bạch Nham. Nàng cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng, nàng sẽ tỉnh lại trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của Bạch Nham, sau đó hắn sẽ lau khô nước mắt cho nàng, dỗ nàng nói vĩnh viễn không xa không rời, vĩnh viễn không quên lời thề. Nàng chỉ muốn có hắn ở bên. Mỗi một tấc một tấc hoa văn trên cốt tiêu trong tay đều giống như có nhiệt độ cơ thể của Bạch Nham, có hơi thở của hắn đều giống như lời ngon tiếng ngọt của Bạch Nham đang dỗ nàng, nhưng Bạch Nham rốt cuộc đang ở đâu. Huyền nữ nhìn cháu gái thất hồn lạc phách khuôn mặt tái nhợt, đau lòng không thôi, không khỏi nghĩ lúc ấy lẽ ra không nên đồng ý với tiểu tử Bạch Gia giao cốt tiêu này cho Du Giao. Muốn hoàn toàn kết thúc thì nên mạnh tay, nhưng bà nhìn Bạch Nham lại cảm thấy không đành lòng chia rẽ bọn họ. Chẳng qua mới chỉ qua một nén nhang, hai người bọn họ đau đớn tan nát cõi lòng, huyền nữ đều nhìn thấy. Si mê, si luyến, si tâm đều hóa thành lệ, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. vô tình nhất là ông trời. nếu không sao lại có câu chỉ muốn làm một đôi uyên ương không muốn làm thần tiên. nếu không sao lại có nước phong xuyên. huyền nữ đột nhiên nghĩ nếu còn có nước phong xuyên thì tốt rồi, quên được thì tốt rồi. dù sao quên hắn đi, quên tình yêu ấy đi. lời huyền nữ nói nghe vào trong tai trường quầy ly thực yếu ớt, vô lực. nếu có thể quên nàng sẽ không vì viên hạo mà tự làm tổn thương mình, tự hủy mình. Nếu có thể quên, nàng cũng không muốn quên Bạch Nham, quên tình yêu của bọn họ. Lẽ trời đổi thay, lòng ta như cũ. Bạch Nham đã nói hắn khác viên hạo, hắn đã nói hắn tuyệt đối sẽ không quên. Huyền nữ nói rất nhiều lời an ủi trường Quầy Ly, nhưng trường Quầy Ly sau khi khóc xong thì không hề có chút phản ứng nào, ngây ngẩn ngồi ở đầu giường như đã xuất hồn. Huyền nữ không khỏi thở dài, sức mạnh không thể thay đổi số mệnh, tình yêu cũng không phải điều sức mạnh có thể thay đổi. Bà chỉ sợ nha đầu ngốc trước mắt này lại làm ra chuyện gì ngốc nghếch, bất đắc dĩ đành tự mình trông coi, nếu giao cho người khác thứ nhất là bà lo lắng, thứ hai lấy pháp lực của trường quầy ly còn ai có thể coi chừng nàng. Ước chừng qua nửa ngày, huyền nữ đang ngồi trước thư án của trường quầy ly đọc sách, bỗng nhiên nghe trường quầy ly yếu ớt mở miệng, cô cô, người có biết chuyện về phong hy không? Huyền nữ quay người lại, Nghi hoặc hỏi, chuyện nào của Phong Hy? Chuyện giữa Phong Hy và Sĩ Hoàng. Huyền nữ hơi sừng sốt, tiện đà gật đầu nói, biết được một ít. Có thể nói cho con nghe không? Đây cũng là một câu chuyện bi thương, con cần gì phải hỏi. Huyền nữ thở dài, cô cô cũng không muốn nói huyên thuyên. Trưởng Quầy Ly nhớ tới Thanh Vũ, nhớ tới Phong Hy nhìn thấy trong thần thức của Sĩ Hoàng, nhớ tới vẻ mặt Sĩ Hoàng lúc ấy lãnh đạm bọn họ làm thế nào mới có thể buông bỏ người trong lòng. Vậy cô cô có thể nói cho con biết Phong Hy có yêu xí hoàng không? Nàng ta sao có thể bỏ tình quên yêu? Coi như là dạy con đi. Huyền nữ nhìn trường quầy ly lắc đầu, ai, bỏ tình quên yêu cũng là bất đắc dĩ. Hoa rời cố ý nước chảy vô tình, đến cuối cùng sao có thể không buông tay. Trường quầy ly vốn đã có cảm giác tình cảm của Phong Hy đối với xí hoàng không giống như xí hoàng đối với nàng ấy, nhưng trong thần thức của xí hoàng nàng không thấy rõ được ngọn nguồn cô cô hiển nhiên cũng không muốn nói ngẫm lại cũng đúng ngay cả chuyện của bản thân còn chưa lo xong quan tâm người khác làm gì ai con thật sự muốn biết không bằng chính mình đến hỏi phong hy đi hoặc là nàng ta tự nguyện nói cho con nghe hỏi phong hy huyền nữ gật gật đầu phong hy ở tây thiên theo phật tổ tu phật đã ngàn năm rồi cũng là để quên một đoạn tình sao xuất gia niệm phật kết thúc kiếp trước kiếp này nếu có thể quên cần gì phải tụng kinh niệm phật một ngàn năm cô cô để con ở một mình một lát trưởng quầy ly bỗng nói huyền nữ mặc dù lo lắng cũng không thể cố chấp ở lại chỉ đành gật đầu đi ra ngoài trưởng quầy ly cầm lấy mái tóc dài màu vàng của mình dùng ngón tay xoắn lại giống như đang đùa trong đầu nhớ tới tình cảnh mình nằm trên người bạch nham nghịch tóc hắn bỗng nhiên cảm thấy thật xa xôi vui vẻ và hạnh phúc đột nhiên cách nàng thật xa trong mắt sương mù minh mông lại không có nước mắt rơi xuống, Bạch Nham đã mất nàng khóc cho ai xem. Nước mắt của nàng còn có thể làm cho ai quý trọng, làm cho ai đau lòng. Nàng cắt một lọn tóc, lại rút hai sợi lông vũ từ trên cánh, lấy hạt giấy ký linh của Bạch Nham từ trong lòng ra đặt cùng nhau. Trong lòng trưởng Quầy Ly đã quyết định, nàng không thể để cho Bạch Nham quên nàng, quên tình yêu của bọn họ, nàng nhất quyết không cho phép. Dù hắn thành người phàm, dù hắn đã không còn những ký ức xưa, dù hắn thật sự không nhớ rõ, vậy nàng cũng muốn làm cho hắn lại yêu nàng một lần nữa, lại yêu nàng một đời, lại yêu nàng đời đời kiếp kiếp. Ý chỉ của Ngọc Đế, nếu Bạch Nham không thể tham mộ thì không được trở về thiên đảo, vậy không cần về nữa. Làm người một đời, làm người vĩnh viễn, vậy thì hãy ở lại nhân gian hưởng thụ tình yêu trong cuộc sống. Trong quá khứ bọn họ bị trói buộc vậy đoạn nhân duyên không chiếm được không cầu được này hãy để cho Bạch Nham trải nghiệm đi. Trưởng quầy ly cắt lên cổ tay mình một đường, dùng máu của mình vẽ một pháp trận không lớn, trong trận là tóc, lông vũ của nàng cùng hạt giấy ký linh của Bạch Nham, nàng niệm pháp quyết tạo một phân thân, một phân thân yêu Bạch Nham sâu đậm. Cho dù nàng giống Phong Hy phải ở Tây Thiên Tụng kinh nghiệm Phật ngàn năm, ở nhân gian cũng sẽ có một cô gái giống như Thanh Vũ, thay thế nàng yêu Bạch Nham, thay nàng bảo vệ lời hứa và tình yêu say đắm của bọn họ ký linh thuật, tên như ý nghĩa đó là đem một phần linh hồn của mình gửi vào hạt giấy, trong nguyên thần phân thân trường quầy ly tạo ra tồn tại linh hồn của Bạch Nham, cho nên cô gái này sẽ luôn cuốn quyết lấy Bạch Nham, dù luân hồi bao nhiêu lần, nàng đều nhất định có thể tìm được hắn. Trường quầy ly không có thời gian cũng không có sức tạo ra một phân thân hoàn mỹ giống như Thanh Vũ, nàng chỉ có thể làm ra một nguyên thần, mà nàng cũng chỉ cần một nguyên thần như vậy. Đợi sau khi nguyên thần này rơi vào luân hồi, nàng có thể trùng sinh, đi tìm Bạch Nham. Trong lòng bàn tay trường quầy ly cầm một viên nguyên thần phát ra hào quang màu vàng, nở nụ cười. Trên trời dưới đất, cho dù là thần hay là ma, không ai có thể chia rẽ được bọn họ, nhất định không có. chương 72, thỉnh cầu cuối cùng. Ra khỏi phòng, huyền nữ ngồi ở trong sân trông cửa phòng trường quầy ly không rời, sợ nàng lại làm loạn. Bà rất hiểu trường quầy ly, từ nhỏ đã quật cường, thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, nếu nàng chưa nghĩ thông thì sẽ không từ bỏ ý định, dù ầm ý đến long trời lở đất cũng không ai ngăn được. Chuyện 800 năm trước, huyền nữ cũng biết, nhưng đó là mệnh số của trường Quỳ Ly, bà không thay đổi được, chỉ có thể chờ. Không ngờ chờ 800 năm, lại chờ được một chuyện tệ hơn. Bị tình yêu làm tổn thương lần đầu đó là đà kích, chịu lần thứ hai chính là hủy diệt, nhà đầu kia sao chịu được huyền nữ thấy trưởng quầy ly đi ra thì không khỏi sừng sốt, nhìn khuôn mặt nàng vô cùng tiêu tụy nhưng lạnh nhạt, không giống bộ dáng như muốn nổi điên, huyền nữ không đoán được nàng đau đớn đến chết tân, hay là bình yên trước cơn bão táp. Cô cô, trưởng quầy ly đi đến bên huyền nữ, thản nhiên nói, con muốn đến đỉnh núi ngồi một lát. Huyền nữ nhíu mày, gật đầu đồng ý, bà không dám thả lỏng cảnh giác, xa xa đi theo trưởng quầy ly lên đỉnh núi. Nhìn trưởng quầy ly ngồi phía trên vách đá, ngơ ngác nhìn biển mây dâng lên. Trưởng quầy ly cười hài, ngồi trên vách đá, thả hai chân vào trong biển mây, trong lòng và dưới chân đều trống rỗng. Âm thầm cầm viên nguyên thần trong lòng bàn tay, nàng sẽ nghĩ cách lừa huyền nữ đến thiên đình, đưa nguyên thần này vào trong giếng luân hồi, chỉ cần nàng đi nhanh về nhanh không bị phát hiện, bạch nham vừa chuyển thế sẽ có thê tử. Nghĩ đến đây, khóe miệng trưởng quầy ly thản nhiên cong lên cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập nước mắt nếu hắn ở phàm trần vì tình yêu không tu đạo thì sẽ không bao giờ quay về được, tức là không bao giờ gặp lại nàng nữa. Mặc dù nàng có thể rửa sạch ma tính một lần nữa lấy lại tự do, có thể đến nhân gian tìm hắn, đến lúc đó hắn vẫn sẽ không nhớ nàng, người trong lòng hắn yêu sẽ là thế thân của nàng. Bạch Nham, từ nay về sau sẽ không còn người tên Bạch Nham này nữa. Hắn nói hắn khác viên hảo, bởi vì hắn không nhìn thấu, bởi vì si mốc nhìn nàng, nên kiếp này không thể siêu thoát. Nhưng hiện giờ Ngọc Đế muốn hắn hiểu, lấy ngộ tính của hắn chỉ sợ không bao lâu sẽ nhìn thấu sống và chết, yêu và hận, tình và nhiệt nếu đã nhìn thấu, hắn sẽ trở thành viên hạo thứ hai. Nàng không khỏi siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay khắc ra vết máu thật sâu, trái tim nàng giống như bị ngàn kim châm vào, bị nghiền nát thành mảnh vụn, mỗi một nhịp đập lại là một lần đau đớn siết chặt rồi buông lòng, chậm rãi mà lại xót xa. Cảm giác tuyệt vọng khi bị vứt bỏ thông qua mạch máu của nàng lan ra toàn thân. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực trên mỗi tấc máu thịt như trào ra từ trong nguyên thần. Có lẽ trải qua cực hình thần diệt bị thiên hỏa thiêu đốt cũng chỉ đau đớn như vậy là cùng. Bạch nham mất một năm mới áp chế được đau đớn do thiên hỏa, mà nàng cần bao nhiêu năm mới có thể tiêu tan hoài niệm bạch nham. Hắn sao có thể không nói một lời đã rời đi. Lấy cốt tiêu trong tay áo ra, trường quầy ly hận không thể đập nát nó nhưng nàng không nỡ, đây là vật duy nhất Bạch Nham lưu lại cho nàng. Vì sao lại để cốt tiêu lại cho nàng, vì không muốn nàng quên sao? Nàng thật hận thật đoán, nàng muốn ở bên Bạch Nham, chỉ một nguyện vọng như vậy thôi mà giờ đây đã biến thành hy vọng xa vời. Thà làm yêu ma không làm thần, vô tình nhất là thiên thần, là ngọc đế vương mẫu, là thiên quy giới luật. Nhìn mây mù quấn quanh chân, nàng chỉ muốn biết Bạch Nham bây giờ có ổn không? không khỏi siết nguyên thần trong tay, nàng muốn ở bên hắn, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Trưởng quầy ly đứng dậy trở về, thấy huyền nữ đứng ở xa trông nàng, liền đi đến. Cô cô, trưởng quầy ly cúi đầu, khẽ nói. Cô cô có thể khoan dung cho con nửa ngày rời khỏi núi Bình Đỉnh được không? Con muốn làm gì? Trong lòng huyền nữ căng thẳng. Con muốn về đan thành một chuyến, thu thập một số thứ. Huyền nữ càng nghi hoặc cái gì mà quan trọng vậy? nước phong xuyên. Huyền nữ chấn động, nước phong xuyên. Con, huyền nữ liên tục hít sâu ba lần, cũng không biết phải hỏi gì. Nhà đầu này sợ rằng đã yêu tiểu tử bạch gia kia đến điên rồi, cái gì cũng cho hắn. Này ngoại trừ nước phong xuyên, chỉ sợ không còn cách nào có thể giúp nàng kết thúc đoạn tình cảm này. Cô cô, ta chỉ muốn về nhìn một cái thôi. Huyền nữ trầm tư một lát, bà lo du sao sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó, ví dụ như tới hạ giới tìm Bạch Nham, hoặc lên thiên đình tìm Ngọc Đế Vương Mẫu làm ẩm ý. Nhưng bà vẫn hy vọng có thể tin tưởng du giao lần này, bà rất hiểu cháu gái mình, nhốt nàng, trói nàng chỉ thêm ép nàng tạo phản mà thôi. Ai, nhà đầu ngốc, đi đi, nhưng nửa ngày quá lâu, chỉ hai canh giờ thôi. Đa tả cô cô, huyền nữ lắc đầu quay người về phủ, bà vẫn qua mức nung chiều du giao, cái gì cũng để tùy nàng. Mặc dù biết nàng có thể sẽ chạy trốn, nhưng huyền nữ vẫn không muốn trói buộc nàng, giờ phút này không nên tiếp tục ép nàng nữa. Dù sao huyền nữ cũng có rất nhiều cách để đem nàng về, còn sợ tiểu nha đầu này thoát khỏi bàn tay bà sao. Ly dù sao không về đan thành, nàng lén lút lên cửu trọng tiên đến thẳng giếng luân hồi. Huyền nữ không cho nàng nhiều thời gian, nàng không thể chậm trễ. Tránh thoát thiên binh thiên tướng canh ở Nam Thiên Môn và tuần tra xung quanh, nàng gần như không gặp trở ngại gì tìm được giếng luân hồi. Đây là nơi hoang vắng không có bất cứ thiên thần nào đến, bọn họ đều trải qua ngàn hiểm vạn khổ, 9981 đạo kiếp nạn mới có thể siêu thoát luân hồi, ai lại cam tâm trở về nơi này nhảy xuống giếng trở về lục đạo luân hồi chứ? Nàng ngồi xuống bên cạnh giếng nhìn gió thổi mây bay trong đó, Trần Chư không ném nguyên thần trong tay xuống, chỉ cần nàng thả tay thì chẳng khác nào tự chặt đứt ràng buộc cuối cùng giữa nàng và Bạch Nam. Sẽ có một cô gái thay thế nàng yêu hắn, mặc dù đó là chính phân thân của nàng nàng vẫn cảm thấy trong lòng thật đau thật xót. Nàng muốn Bạch Nham trở về, nhưng nàng càng sợ hãi Bạch Nham trở về rồi sẽ không còn yêu nàng, giống như viên hạo bình thản nhìn nàng, coi nàng như một người xa lạ, ánh mắt lạnh nhạt của hắn chẳng khác nào lóc từng miếng thịt lăng trì sư tử nàng. Nàng quyết không cho phép hắn quên. Dù dao vừa vươn tay ra, một thanh kiếm vàng đột nhiên đặt lên cổ tay nàng, nàng nhận ra thanh kiếm này. Dực thánh chân quân. Nàng không nên ở đây, dực thánh chân quân vẫn là bộ dáng ấy ánh mắt nhìn nàng rất ôn hòa dù nàng muốn làm gì đều là trái với thiên luật ta khuyên nàng mau rời đi ta sẽ coi như không gặp nàng dực thánh chân quân muốn đuổi nàng đi ly du dao cau mày đi thì đi hai tay khép lại lặng lẽ đem nguyên thần kẹp ở kẽ tay thả vào trong giếng dực thánh chân quân nhìn thấy động tác nhỏ của nàng ra tay trước một bước bắt được viên nguyên thần kia viên hảo người đừng xen vào việc của người khác trưởng quầy ly quính lên mở miệng liền gào lên với hắn. Dược thánh chân quân nhìn viên nguyên thần mình bắt được ngẩn người, đặt dưới mũi người người, tất cả đều là khí của ly du sao, hỏi, nàng muốn làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Trả lại cho ta. Dược thánh chân quân không phải kẻ ngu ngốc, nghĩ một chút là đoán ra được bảy tám phần, mày vẫn nhân lại nhìn du sao, nàng có biết mình đang làm gì không? Ta biết, nàng định ngăn cản Long thái tử đắc đạo sao? Dực Thánh Chân Quân bỗng nhiên sốt ruột, hàng mày nhân lại giọng điệu nói chuyện với Ly Du Giao cũng bất giác nâng cao vài phần. Phải, ta đúng là không muốn hắn trở về, không muốn hắn quên tình bỏ yêu. Nàng cũng nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn Dực Thánh Chân Quân không nhường nửa phân, muốn nàng rời đi chờ nàng làm xong chuyện này đã. Dực Thánh Chân Quân cùng nàng nhìn nhau một lát, nặng nề thở dài một tiếng. Nếu hắn yêu phân thân của nàng quả thật khó cắt được tình yêu nhưng người hắn yêu cũng sẽ không phải là ly du giao nàng nữa ta biết tim nàng đau chỉ mình nàng biết đó là nàng tàn nhẫn với mình cũng là cố chấp với hắn nhìn dực thánh chân quân nàng lại gọi hắn viên hảo nhưng đã không còn xúc động táo bạo vừa rồi chỉ yếu ớt mở miệng hỏi viên hảo coi như huynh trả lại ân tình của ta năm đó giúp ta một lần một lần duy nhất thôi được không dực thánh chân quân nhìn nàng thật lâu mới khẽ nói ta đã biết nàng mau đi đi. Lì dù giao không rõ vì sao mình lại đưa ra yêu cầu này với dực thánh chân quân cũng không biết vì sao lại tin tưởng hắn sẽ giúp nàng. Chỉ nghĩ cuối cùng hắn cũng đã mềm lòng đồng ý rồi, dù là vì nàng có ân với hắn hay là vì từng có tình. Nàng và dực thánh chân quân gặp thoáng qua, đi vài bước không khỏi quay đầu lại nhìn giếng luân hồi kia một cái. Nàng rất muốn tự nhảy xuống đi tìm bạch Nam nhưng lúc này nàng không thể tùy hứng bởi vì nàng sợ mình rơi vào luân hồi sẽ quên hắn quên đi tìm hắn sẽ ở giữa biển người mênh mông bỏ lỡ hắn nếu nàng công khai kháng chỉ ngọc đế không chỉ liên lụy đến cô cô mà nàng cũng sẽ không được như ý nguyệt lão ti mệnh thần quân tương lai của nàng và hắn đều là dối gỗ dưới ngòi bút của bọn họ ngọc đế có ngàn vạn cách tra tấn bọn họ cuối cùng bọn họ vẫn không thể nắm tay bên nhau cho đến bạc đầu nhìn ly du dao lặng lẽ rời đi Dược Thánh Chân Quân đứng ở bên giếng chừng một canh giờ, cuối cùng hắn siết tay lại, dễ dàng bóp nát nguyên thần ly du dao tạo ra, hy vọng cuối cùng, thỉnh cầu cuối cùng của nàng. Hắn không cần yêu bất kỳ ai, cũng không được yêu bất kỳ ai. Nhìn bụi cát vàng trong tay, Dược Thánh Chân Quân mím môi, thì thào, nếu có yêu, hắn không nên cũng không thể phụ nàng. Chương 73: Đến Tây Thiên Tu Phật. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng mây mù, Ly Du Giao đứng trên đám mây quan sát nhà cửa dưới chân. Nàng từng nghĩ nếu trở về nhất định phải ngủ một giấc, nay nàng đã trở về lại chỉ mong thoát khỏi cơn ác mộng không có bạch nham này, ôm chặt lấy hắn vĩnh viễn không buông tay. Nàng lặng lẽ ngồi xuống nóc nhà mình, cuộn người ôm lấy hai chân mình, vùi đầu giữ hai đầu gối. Bên cạnh trống không giống như đang đào khoét tim nàng. Bạch Nham nói, bọn họ có thể tìm một nơi non xanh nước biếc an cư, ban ngày ngắm mặt trời mọc, buổi tối ngắm trăng sao, rảnh rỗi thì đi chung quanh. Những ngày nhàn nhã đó, hắn sẽ trải qua cùng một người khác. Hắn sẽ hứa cho, nàng, kiếp sau, tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp, hắn sẽ nói rất nhiều điều dễ nghe nói dỗ, nàng, vui, hắn sẽ thật lòng bảo vệ, nàng, cô gái thay thế du giao hạnh phúc, cũng sẽ làm cho Bạch Nham hạnh phúc. Ôm chặt lấy chính mình, cả người nàng run lên nhẹ nhẹ, làm thế nào mới có thể áp chế được nỗi đau trong tìm làm thế nào mới có thể không hận bạch nham không giữ lời hứa làm thế nào mới có thể sống qua quãng ngày cô đơn sau này nàng còn có thể làm gì nàng khóc nhưng không ai lau khô nước mắt cho nàng nàng đau khổ nhưng không ai vươn tay ôm nàng an ủi nàng bên người thiếu một người nàng giống như thiếu toàn bộ thế giới trái tim nàng tan nát thế giới của nàng chỉ như đống phế tích nàng phải sống ra sao trưởng quầy ly Đỗ Tiền không biết khi nào đã trở lại, cảm nhận được khí của trường quầy ly liền đi chung quanh tìm kiếm, không ngờ nàng lại ngồi ở trên nóc nhà. Trường quầy ly, nàng thật hy vọng mình chỉ là bà chủ một tiệm quan tài, trong tiệm nuôi một lão đạo sĩ nhàn tản, suốt ngày đi tìm mấy chuyện phiền toái về chọc nàng tức giận. Nàng có thể mắng hắn thậm chí động thủ đánh hắn, không vui thì đá hắn vào hồ nước. Hắn luôn miệng thích rêu rao lẽ trời số mệnh khắp nơi, nàng chỉ để ý tiệm nhà mình buôn bán lời được bao nhiêu bạc, ngủ đến khi mặt trời lên cao không ai làm phiền. Tiểu tuyền nhìn bọn họ đấu khí đấu võ mồm nhưng đành làm như không thấy, cuộc sống đơn giản thậm chí có chút nhàm chán, nhưng vì sao chỉ đơn giản như vậy mà nàng cũng không có được. Lì dù dao xoay người xuyên qua nóc nhà vào phòng, nàng không biết rốt cuộc tiểu tuyền nói cái gì, lại càng không muốn giải thích vì sao nàng khóc, vì sao Bạch Nham không cùng nàng trở về. Bây giờ nàng không muốn nói gì, cũng không muốn làm gì hết. Nàng kháp pháp quyết nhốt đỗ tiền ngoài cửa, còn mình ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ vuốt ve chăn đệm, dường như trên đó còn lưu lại một ít hơi ấm ấm áp, còn có mùi của Bạch Nam, còn có đau đớn và hạnh phúc của nàng. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, hắn rời đi đột nhiên như vậy làm cho nàng không biết phải làm sao. Trước mắt là vắng vẻ trống trơn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những ký ức đã qua nụ cười của hắn, lời nói của hắn, bờ vai và lồng ngực của hắn, độ ấm và hơi thở trong lòng hắn vì sao không thấy nữa? Nàng không chịu nổi, hình ảnh trong trí nhớ quá rõ ràng, mỗi một hình ảnh đều giống như đau giống như kiếm muốn giết nàng, nàng không chịu nổi. Tay ấn xuống hốc tối dưới ván giường, đưa tay chậm rãi run rẩy nắm chặt bình ngọc nhỏ. Có máu xử nữ của nàng có thể luyện chế nước phong xuyên, có nước phong xuyên có thể quên bạch nham, quên tình yêu của bọn họ, cũng sẽ quên đau đớn trong lòng lúc này, nhưng cũng sẽ quên những ngày tháng vui vẻ nhất hạnh phúc nhất trong suốt ngàn năm qua của nàng, quên người đã từng cho nàng vui vẻ, hạnh phúc đó. Bạch Nham, chẳng lẽ chàng đã quên ta đã từng nói, nếu chàng quên lời hứa của mình, ta sẽ lóc từng miếng thịt của chàng, để chàng muôn lần chết không thể siêu sinh. Nàng nâng tay cầm bình ngọc nhỏ đè ngực, nàng thật sự muốn giết hắn, giết chính nàng. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, nàng không thể nán lại nữa, nhìn ngôi nhà của mình và Bạch Nham lần cuối, nhắm mắt lại thở dài một hơi, giống như đột nhiên sẽ hít thở không thông bước ra khỏi phòng, Đỗ Tiền đứng ngay bên cửa, trường quầy, cô đã trở lại, ngày đó. Bạch Nham sẽ không trở lại, dù sao cắt đứt lời Tiểu Tiền, ta có lẽ cũng sẽ không trở lại. Tiểu Tiền hãy chăm sóc chính mình, chăm sóc chỉ Lan, sống cho tốt. Dù sao không biết còn có thể nói gì với Tiểu Tiền, ngôi nhà này đã không còn giống gia đình, 300 năm cuối cùng vẫn tan. Không đợi Đỗ Tiền hỏi thêm câu nào, nàng liền bước lên mây mà đi. Chỉ Lan vội vàng tới, nhìn thấy Du sao rời đi, nghi hoặc khó hiểu hỏi Đỗ Tuyền đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Tuyền lắc đầu, Huynh cũng không biết, trưởng quầy ly nói lão đạo sẽ không trở lại, nàng ấy cũng sẽ không trở lại. Hả? Trên mặt Đỗ Tuyền lần đầu có vẻ thâm trầm, kinh ngạc nhìn bầu trời xanh xuất thần, chỉ Lan có chút sốt ruột có chút lo lắng, nàng kéo Đỗ Tuyền hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, bất ngờ là Đỗ Tuyền trả lời rất kiên định, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng phải ở đây chờ bọn họ về nhà. Chỉ Lan cầm tay hắn, muội đi chuẩn bị cơm trưa. Đỗ tuyển nhẹ nhàng cười, nhìn phía Chỉ Lan, gật gật đầu. Nàng sẽ cùng hắn chờ. Trở lại núi Bình Đình, cô cô chờ nàng đã lâu, dù sao không muốn nói chuyện, chỉ giao bình ngọc nhỏ cho cô cô, còn mình thì một mình trở về phòng, lặng lặng nằm trên giường hàn ngọc, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như suốt hồn ngay cả mắt cũng không chớp, không biết nằm như vậy đã bao lâu nàng muốn tiến vào thần thức của chính mình để gặp bạch nham nhưng rồi lại không dám chi nhớ này chính là không ngừng nhắc nhở nàng bạch nham đã luân hồi chỉ để lại một mình nàng trong tay nắm có tiêu cứng rắn mà lạnh như băng nàng muốn đổi hết những ký ức trong đầu vùi lấp chua sót dâng lên trong lòng nhưng đều vô ích chỉ đành chết lặng 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 nằm để chua sót tuyệt vọng tùy ý lấp đầy trái tim nàng thân thể nàng linh hồn nàng thời hạn hai ngày ngọc đế đưa ra nháy mắt đã trôi qua Du Dao im lặng theo Huyền Nữ đến Tây Thiên. Huyền Nữ nhìn nàng không ăn không uống không nói lời nào, trong lòng biết nàng khó chịu nhưng cũng bất lực, ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài, cũng không biết có thể oán ai. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dưới đáy lòng mắng lão già Ngọc Đế một trăm lần. Huyền Nữ đưa cho Du dao một bình sứ nhỏ nước phong xuyên. Du Giao cầm lấy siết chặt trong lòng bàn tay, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Ai, nhà đầu ngốc, quên đi huyền nữ đã không biết nên khuyên nàng như thế nào, chỉ hy vọng bây giờ nàng uống nước phong xuyên, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, quan trọng nhất là quên bạch nham. Dù sao không đáp lại, ngoại trừ cầm bình xứ nhỏ trong tay thì không có hành động nào khác. Nàng không muốn quên, nhưng đau lòng lại khiến nàng không thể chịu được, giống như lúc nào cũng có khiến nàng đau đến chết. Còn có thể chịu đựng được bao lâu chính nàng cũng không biết, có lẽ nàng thật sự sẽ uống nước phong xuyên, quên sạch về Bạch Nham và tất cả những chuyện có liên quan, không lưu luyến, không hoài niệm. Đưa Du Giao đến Tây Thiên là huyền nữ hoàn thành nhiệm vụ, nhìn nàng không tức giận, huyền nữ lại thở dài, hy vọng tu Phật có thể làm cho lòng nàng thanh thản. Văn thù Bồ Tát ở Tây Thiên Minh đón hai người, hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu với huyền nữ. Văn thù Bồ Tát, huyền nữ đáp lễ, nhà đầu kia giao cho Bồ Tát. Văn thù Bồ Tát cười cười, nhìn ly du dao, mời nguyên quân theo bổn tọa đến đây đi. Dù sao cũng rất công kính cúi đầu với văn thù bồ tát, tiện đà đi theo ngài, quay đầu nhìn thoáng qua huyền nữ dường như đang nói lời từ biệt với bà. một cái liếc mắt này lại khiến huyền nữ than ngắn thở dài lần nữa. ly dù rào chưa bao giờ tới tây thiên, nàng cho rằng tây thiên chẳng qua chỉ là một ngôi chùa thật lớn thật lớn không có gì đặc biệt. đi theo văn thù bồ tát, trong tai vang vẳng tiếng tụng kinh niệm phật làm cho đáy lòng người ta trở nên bình tĩnh thanh thản, nhưng dù có thể khiến lòng nàng bình thản nhưng vẫn không xóa được nỗi đau của nàng. Văn thù đưa Ly Du dao vào một căn phòng yên tĩnh, nói, xin nguyên quân ở đây tu tập Phật Pháp, hóa giải lệ khí ma tính trên người. Ly Du Giao quét mắt nhìn căn phòng một lần, chỉ có một cái sạp, trên sạp đặt một chiếc đệm hương bồ, bên cạnh trồng một ít kinh thư, ngoài ra thì không còn gì khác. Nàng quay sang gật đầu với Văn Thù, đa tạ Bồ Tát, sau khi văn thù rời đi, du sao mùi khoanh chân trên đệm hương bồ rút cốt tiêu và nước phong xuyên từ trong tay áo ra. nàng từng vì viên hảo trộm nước phong xuyên một lần, nhưng cũng chỉ uống được một ngụm rượu hoa quế. nhưng hôm nay nàng có thể khẳng định trong tay mình đang cầm chính là nước phong xuyên, chỉ cần ngửa cổ uống hết thì tất cả đau khổ sẽ tan biến. nước phong xuyên là một loại độc chấm dứt không phải tính mạng mà là tình yêu. muốn mộ đạo sao, muốn tham phật sao? muốn buộc bọn họ nhìn thấu thế sự, nhìn thấu tình duyên, quên đi tình yêu say đắm, cắt đứt sợi tình. Nàng không muốn, tuyệt đối không. Nếu vô tình vô yêu, nếu quên bạch nham, không bằng bảo nàng làm một tảng đá. Không biết đau đớn, không biết vấn vương, cũng không biết thời gian. Nàng không cam lòng cứ như vậy mà chặt đứt tương tư, không được viên mãn. Nàng không cam lòng cứ như vậy phụ lời hứa, không thể bên nhau. Nàng không cam lòng không cam lòng. Soảng, bình xứ nhỏ trong tay bị nàng hung hăng ném vỡ thành mảnh vụn bắn tung tóe, nước vong xuyên trong bình xứ trào ra thật giống như máu đang tràn ra khỏi trái tim nàng, không cầm được. Nước mắt, vẫn không nhịn được rơi xuống, nàng còn có thể đợi được người kia lau nước mắt cho nàng không? Nàng bỗng nhiên bật cười, tu Phật cái gì? Nàng không hiểu bác ái chúng sinh, chọn đời nàng chỉ yêu một người mà thôi. Chỉ khóc vì chàng, chỉ cười vì chàng, nguyện vì chàng mà sống, cũng chỉ nguyện vì chàng mà chết. Siết chặt cốt tiêu trong tay, chỉ có hắn, chọn đời nàng không muốn buông tay. Nhắm mắt lại, nàng có thể thấy đôi mắt của hắn, hàng mày của hắn, cái chán của hắn, mỗi một ánh mắt cương chiều của hắn, nụ cười bao dung trần an của hắn, tất cả của hắn. Huyền nữ đứng trong chính đường chờ văn thù Bồ Tát trở về, trong lòng vẫn không yên tâm du giao, vì thế nói, văn thù Bồ Tát, nhà đầu nhà ta rất quật cường. Sau này nếu có chỗ nào đắc tội mạo phạm, xin Bồ Tát lượng thứ." Văn Thù Bồ Tát thản nhiên cười, "Đây là đương nhiên, Ngọc Đế để Nguyên Quân đến tu Phật vốn là hy vọng có thể hóa giải lệ khí trên người nàng, bổn tọa đương nhiên sẽ tận tâm." "Đa tạ." Huyền nữ định cúi đầu với Văn Thù, lại nghĩ ra cái gì, hỏi, "Đúng rồi, không biết Bồ Tát có biết Long thái tử Đông Hải bây giờ như thế nào không? Ta thực sợ nha đầu Du giao kia không chịu quản giáo." một mình hạ giới đi tìm hắn. Nương nương không cần lo lắng, ngọc đế có lời để sư đệ ta là phổ hiền một dẫn đường long thái tử nhập đảo. Tính ra thì hạ giới cũng đã qua 20 năm, cũng đã gần đến lúc rồi. Ai? Huyền nữ thở dài, lắc lắc đầu, nói, thật đúng là oan nghiệt. Văn thù bồ tát muốn nói cái gì nhưng còn chưa kịp mở miệng, Huyền nữ bỗng nhiên trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Huyền nữ vội vội việc việc xông ra ngoài vừa hỏi văn thù Bồ Tát, nha đầu kia đang ở đâu? Làm sao vậy? Bỗng nhiên không thấy khí của nó đâu cả. Trong lòng huyền nữ căng thẳng, mong rằng nha đầu kia đừng làm chuyện gì ngốc nghếch. Văn thù Bồ Tát đưa huyền nữ đến gian phòng của Ly Du Giao, đẩy cửa ra, bọn họ đều trợn tròn mắt. Bình xứ nhỏ vỡ nát đúng là nước phong xuyên lúc trước huyền nữ giao cho nàng, nàng không uống thì thôi không ngờ còn đập vỡ. Mà Ly Du Giao ngồi khoanh chân, trong tay nắm cốt tiêu của Bạch Nham, cả người giống như ngồi thiền, bình tĩnh như một pho tượng Phật. Sắc mặt trở nên tái nhợt, quần áo thành màu xanh xám, ngay ở trước mặt văn Thù Bồ Tát và Huyền Nữ, nàng dần dần biến thành một pho tượng đá. Huyền Nữ khiếp sợ nhìn nàng biến hóa, thật vất vả mới phục hồi tinh thần tiến lên đưa tay sờ hai má Ly Du Dao. Không có chút độ ấm nào, hoàn toàn là một tảng đá. Huyền Nữ đột nhiên khó thở, tát một cái, nhưng đánh cũng chỉ đau tay. Nhà đầu này, huyền nữ không biết là tức hay là giận, dậm chân một cái đi ra ngoài, hận nghiến răng. Văn Thù Bồ Tát niệm một tiếng a di đà Phật, ngược lại nhẹ nhàng cười, nói: "Nguyên Quân thật sự có mộ tính cao, mới ngồi xuống một khắc đã có thể tham mộ đạo pháp tiến vào cảnh giới hỗn độn." Huyền nữ nương nương nên vui mừng mới phải. Huyền nữ hừ một tiếng không nói. Chính bà tu hơn vạn năm cũng không thể tiến vào cảnh giới hỗn độn, còn để cháu gái nhanh hơn một bước vốn nên cao hứng nhưng Ly Du sao bây giờ biến mình thành tảng đá là sao? Nhà đầu ngốc, nhà đầu ngốc. Văn thù Bồ Tát nói với huyền nữ, ta nghĩ ta nên đến chỗ ngọc đế báo cáo rồi. Hả? Tảng đá cũng đâu có ma tính. Ý chỉ của Ngọc Đế là để Ly Du Giao theo văn thù Bồ Tát tu Phật, khi nào tẩy sạch ma tính trên người thì mới có thể trở về núi Bình Đình. Giờ phút này nàng hóa thành tảng đá, đừng nói là ma tính, bất kể là tính gì cũng không còn, văn thù Bồ Tát chẳng phải công đức viên mãn rồi sao? Huyền nữ liên tục thở dài, nhà đầu ngốc này, bà còn có thể nói gì được đây? Trên thiên đình không biết ai truyền ra tin tức, trải qua vạn năm, rốt cục có người kế thừa nữ hoa, phục hy, tu thành công đạo Pháp vô thượng tiến vào cảnh giới hỗn độn, nhưng người này không phải đại thần, mà là ma. Sau đó, huyền nữ nương nương thường xuyên đến Tây Thiên, mỗi lần đều liên tục thở dài đối với tượng đá ly du dao thần Phật khắp trời đều biết, huyền nữ nương nương giận ngọc đế, không lên thiên đình, cũng cấm thần tiên đặt chân lên phạm vi núi Bình Đình, chỉ cần là người ngọc đế phái tới sẽ đều bị đánh đuổi ra. Không chỉ có huyền nữ mà cả Long Vương Đông Hải cũng vậy. Nghe nói Long Vương Đông Hải ngày ngày ngồi uống rượu bên thân thể Long Thái Tử không còn nguyên thần, hầu như ngày nào cũng say túy lúy, sự vụ Đông Hải cũng không quan tâm, vẫy tay ném cho thừa tướng rùa. Nhị hoàng tử Bạch Tiêu thừa vì ứng tiếp thiên mệnh bế quan rơi vào đường cùng Ngọc Đế hạ chỉ, lệnh cho nữ thần quan Bột Hải Bạch Doanh Chi tiếp nhận chức vụ Long Vương giám thị Đông Hải. Bạch Doanh Chi thản nhiên đáp ứng, nhưng Thiên Đình triệu hồi chưa bao giờ đi, lấy cớ rằng Đông Hải, Bột Hải hai nơi đều bận rộn, nàng không rảnh. Kết quả là ngay cả Đông Hải cũng không chịu sự quản chế của Ngọc Đế. Ngọc Đế tức thì có tức nhưng không nói được gì, chuyện đắc tội với người ta đều do chính hắn làm, bây giờ chỉ có thể ngậm bù hòn. Có một lần Ngọc Đế hỏi Vương Mẫu, hắn làm sai sao? Vương Mẫu lắc đầu, sai thì không sai, hai người này quả thật vi phạm thiên quy thiên luật nên phạt. Nhưng sau ý chỉ ngài nên thêm một câu, chờ hai người tu thành chính quả, lập tức tứ hôn. Ngọc Đế đập bục một phát lên đùi, cũng đúng. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Một phổ hiền Bồ Tát dịch âm là Tam Mạn Đà Bạt Đà La, hoặc Tam Mạn Đà Bạt Đà, Z.S. Pusian, Pusian. Sa, Samantha Badra, Ya, Phuzen, Bo, Kuntu Bangpo, Kuntu Bangpo, Phổ là biến khắp, Hiền là đẳng giác Bồ Tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Theo Kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát tâm hộ trì tránh Pháp của Đức Phật Thích Ca. Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo Pháp và đại diện cho, bình đẳng tính trí tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ chung với Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Tù Lợi Sa. Mangasri, Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu giác quan. Trong hệ thống ngũ Phật, Phổ Hiền được xem ở trong nhóm của A Phật Đại Nhật xa Verokana, biểu tượng của Phổ Hiền là Ngọc Như Ý, Hoa Sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ Tát. Tại Trung Quốc, Phổ Hiền được xem là một trong bốn đại Bồ Tát, chú sứ của Phổ Hiền là núi Nga Mi, nơi Bồ Tát lưu trú sau khi cưỡi voi trắng sáu răng, sáu răng ngụ ý sáu độ, sáu phương pháp tu hành để đạt tới cõi niết bàn bốn chân biểu thị bốn điều như ý. Bốn loại thiền định từ Ấn Độ sang Trung Quốc xem thêm tứ đại danh sơn. Chương 74, nguyên thần chuyển thế. Nắng ban mai lên, gió lạnh len qua cửa sổ hơi hé thổi vào trong phòng, nhẹ nhàng vén lên bức màn tơ tằm. Người trên giường đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngực giống như có khối đá ngàn cân đè nặng, ép tới mức hắn không thở nổi. Công tử, người bên cạnh cũng tỉnh, cánh tay trắng nõn như ngọc đặt lên đầu vai hắn giọng nói ngọt ngào mềm mại, làm sao vậy? Hắn đẩy tay cô gái ra, dịch người sang bên cạnh, động tác kia rất thô lỗ còn mang theo vài phần ghét bỏ. Cô gái tuổi thân nhìn như muốn khóc, hỏi thẳng là rượu rượu hầu hạ công tử không tốt ư. Sao đêm qua công tử còn nói rượu rượu tốt, lúc này lại đẩy người ta. Nhắm mắt, hít sao, hắn sóc chăn lên xuống giường, nhanh chóng tìm được quần áo của mình mặc vào. Cô gái xinh đẹp không mảnh vải che thân nhìn bộ dáng hắn sốt ruột khó nén, không nhịn được nũng nịu một câu, thật là không có lương tâm. Trong lòng Dung Tử Du vẫn hoảng hốt, không muốn nhiều lời vô nghĩa. Từ năm hắn 17 tuổi bắt đầu nếm thử sự đời, hắn luôn gặp một cơn ác mộng, mỗi lần tình lại hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, khó chịu. Cũng không có hưng ca nước thân mật, mỗi lần ôm giai nhân trong ngực tâm tình vốn sảng khoái, nhưng cứ tới sáng sớm lại bị ác mộng làm bừng tỉnh vui vẻ mạnh mẽ đều mất hết, còn thêm vài phần phiền muộn vài phần ức chế vô cớ. Ném lại một thỏi bạc rồi nhanh chóng chạy lấy người, thưa dịp trời còn chưa sáng hẳn chạy về phủ. Trở lại dung phủ lén đi từ cửa hông về phòng, cứ cho rằng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ được mẫu thân đại nhân đã chờ sẵn trong phòng, đợi hắn chui đầu vào lưới. Đẩy cửa vào, thấy dung tào thị ngồi ngay ngắn trên ghế thai sư, một đôi xinh đẹp mắt hung hăng chừng mình, khóe miệng giật giật khẽ gọi mẹ tiểu tử chết tiệt, bảo con cưới vợ con chết sống không chịu, lại thích chui đầu vào cái chỗ trăng hoa kia, con muốn làm mẹ tức chết đúng không? Tào thị cục một tiếng đặt chén trà trong tay xuống, đi tới cửa sách tai con mình. Mẹ, mẹ, đau đau, dung tử du gào khóc. Không phải hắn không muốn cưới vợ, nhưng lần nào cũng ken ca chọn canh, chọn đến chọn đi cũng không chọn được. Thê tử không thể so với những cô gái thanh lâu, yêu diễm tuyệt sắc đó là tốt nhất dù bà mối đến nhà cầu hôn mang bao nhiêu bức hỏa cô nương trong sạch, hắn luôn bắt bẻ, dù thế nào cũng không vừa mắt, trong lòng vĩnh viễn cảm thấy mất mát, thiếu cái gì đó, trống rỗng không thể lấp đầy. Kêu kêu, kêu cái gì mà kêu? Tào thị khó thở, dùng sức xoắn tai con mắng, kỹ viện trong ngõ nhỏ kia vừa mới có cô nương mới tới con liền vội vàng đi, sao không thấy con sốt ruột cho vợ con đi? Hả hả, hỏi con đấy. Dung tử du liếc gã sai vặt đứng ở góc tường cúi đầu không dám nói lời nào, hừ, dám bán đứng hắn. Mẹ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, mẹ buông ra đã. Dung tử du vội vàng xin tha thứ, tiếp tục thế này tai hắn sẽ đứt mất. Nói, nói, nói cái gì mà nói. Tào thị vỗ ngực, nổi giận đùng đùng, mười mấy năm trước lão đạo sĩ lỗ mũi châu kia nói con có Phật duyên, có đạo tâm, sớm muộn gì cũng nhập môn tu đạo lúc ấy đã bị cha con đuổi ra khỏi nhà, nghĩ rằng con mình dù bất hiếu cũng không thể thanh tâm quả dục làm hòa thượng đạo sĩ. giờ con giỏi lắm, hoàn toàn phản nghịch, mê rượu háo sắc, dạy thế nào cũng không nghe, bây giờ còn dám đi qua đêm không về. nếu hôm nay là cha con bắt được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân con. nương, đau quá, con sai rồi, sai rồi, con sửa là được mà. người buông ra đã, xin bất giận, xin bất giận. Tào thị rốt cục buông lỏng tay ra, thở dài, tắm rửa, thay quần áo, theo mẹ đến hộ quốc tự dâng hương. Hả, dung tử du xoa lỗ tai, không khỏi kinh hãi, dâng hương. Con dám không đi. Đi, đi. Dung tào thị mỗi 15 hàng tháng nhất định phải đến hộ quốc tự dâng hương, mà dung tử du thì chẳng thích. Có lẽ quanh năm suốt tháng chỉ có năm mới mới đi cùng mẫu thân một lần, hôm nay cũng không biết làm sao, tào thị bắt buộc hắn phải đi, sáng sớm còn đến tận phòng tìm hắn, lúc đến vừa khéo bắt được hắn ở thanh lâu không về, nên gian dậy một phen. Dung tử du không cam lòng nhưng vẫn đi theo tào thị đến hộ quốc tử, tào thị thành tâm tụng kinh lễ Phật, hắn rảnh rỗi chẳng có việc gì làm bèn trốn ra lương đình ở sân sau ngủ gà ngủ gật. Tào thị lần này kéo con trai đến là vì nghe nói có một vị cao tăng đắc đạo vân du đến hộ quốc tử, vốn định xin cao tăng khuyên dạy dung tử du, tặng hắn cái mùa bình an phù hộ hắn, ai ngờ mới thấy cao tăng lại không thấy bóng dáng con mình đâu, cơn tức nghẹn trong cổ, tức giận sai nha đầu và đám sai vặt lập tức đi tìm. Một lúc lâu sau Dung Tử Du mới đi theo gã sai vặt trở lại xương phòng mang theo hầm hực gặp vị cao tăng đắc đạo này. Nói là cao tăng, Dung Tử Du nhìn thế nào cũng thấy hòa thượng đó còn rất trẻ, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ hơn 30 tuổi, cao tăng không phải đều dâu hoa dâm già cả sao. Kia hòa thượng thấy Dung Tử Du tiến vào xương phòng, ánh mắt liền dính chặt vào người hắn không rời liên tục niệm vài tiếng a di đà phật tào thị không khỏi nghi hoặc hỏi đại sư vì sao nhìn con ta như vậy hòa thượng thở dài ai cố nhân cố nhân không thể ngờ được lại gặp lại trong hoàn cảnh này đã hai mươi năm rồi tào thị và dung tử du nghe xong lại khó hiểu hòa thượng lại mở miệng nói với tào thị thí chủ có thể để ta nói chuyện riêng với công tử không Tào thì tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, dẫn nha đầu gã sai vặt rời đi. Dung tử du miễn cưỡng cười cười, vị đại sư này muốn nói chuyện gì với ta? Bần tăng tòng tố, chỉ sợ công tử không nhớ. Ết, ta thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư. Hắn thật sự chưa từng gặp hòa thượng này. Tuy rằng nhìn hắn không hiểu sao lại có vài phần quen thuộc. 20 năm trước, lúc công tử vẫn còn là Bạch Nham, chúng ta đã từng quen biết vì một đoạn duyên phận vào sinh ra tử, nay nguyên thần của công tử nhập vào phàm thai, đương nhiên là không nhớ rõ. Nghe Tổng Tố nói như vậy, Dung Tử Du chỉ cảm không hiểu gì, ha ha cười hai tiếng, nói, xin lượng thứ cho ta ngu dốt ta thật sự không hiểu ý của Đại Sư là gì. Tổng Tố lại hít vào một tiếng, 20 năm trước, sau đại chiến trên núi Thiên Ngu, công tử và Ly Cô Nương đều bị thiên tướng mang về cửu trọng thiên, sau đó không trở về nữa sau đó có một ngày không biết vì sao ta nằm mơ thấy văn thù bồ tát lệnh cho ta hôm nay tới đây gặp một vị cố nhân cũng mang người này nhập đạo ta vốn hồ đồ không biết gặp được công tử mới biết cố nhân đó là công tử nhưng sao nguyên thần công tử có thể luân hồi vậy dung tử du mất một lúc lâu mới hiểu rõ được ý trong lời tòng tố kiếp trước của hắn tên bạch nham từng quen tòng tố không biết vì sao hắn đã chết luân hồi bây giờ hắn là dung tử du mà tòng tố này được văn thù Bồ Tát báo mộng, muốn dẫn hắn nhập đạo. Nhập đạo, làm đạo sĩ. Ai ai, ta nói, vị đại sư này có phải đại sư nghĩ sai rồi hay không? Ta cũng chưa từng nghĩ tới việc làm đạo sĩ. Hơn nữa đại sư là hòa thượng, sao lại dẫn dắt ta làm đạo sĩ? Tổng tố nói, ta sẽ dẫn công tử đến núi Vân Đài, bái nhập huyền tôn giáo. Mặt dung tử du không khỏi giật giật, hòa thượng này tự tiện quá đi đại sư, thực ngại quá, ta chỉ là một người phàm, không muốn thành tiên. Loại chuyện như làm đạo sĩ này, vẫn nên để dành cho người hữu duyên đi, ta sẽ không làm. Bên ngoài bỗng nhiên cuồng phong gào thét trời đất mịt mờ, cửa xương phòng phịch một tiếng bị gió đẩy ra, đã thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo màu đen đứng ở cửa. Dung tử du nhìn mà choáng váng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần hỏi tòng tố nguyên nhân, chàng trai trẻ tuổi đã mở miệng trước A, à, tiểu hòa thượng. Ngươi cũng đến đây à? Dung tử du nhìn tòng tố một cái, hắn đang cau mày, trong tay nắm một chuỗi chi châu trong suốt phát ra ánh sáng, vân nhai. Vân nhai không để ý tới tòng tố, nhìn về phía dung tử du, cười nhạo nói, người đã quên sạch thành ra thật tiêu dao đáng thương cho du dao đau lòng khổ sở vì ngươi mà hóa thành tảng đá. Hả, dung tử du không rõ, trước mắt là tình huống gì? Du dao, du dao, tên này làm cho tim hắn ngừng một nhịp, Bất giác có chút ê ẩm Không đợi Dung Tử Du suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này Một cơn gió lạnh tràn vào xương phòng còn mang đến một mỹ nhân Cô gái Dung Mạo tuyệt tục dáng người phiêu giật kia vừa thấy Dung Tử Du lập tức liền lao tới Miệng hô, đại ca Vì thế khi Tào Thị trở lại xương phòng nhìn thấy được hình ảnh như sao Một cô gái xinh đẹp nhào vào lòng con mình ôm chặt Một chàng trai mặc áo đen không biết đến từ khi nào nhìn bọn họ về mặt tức giận đại sư tổng tố cao mày giống như có rất nhiều tâm sự. Đây đây đây, đây là chuyện gì? Tào thị nghẹn họng nhìn chân chối một lúc lâu mới hỏi ra được một câu. Vân nhai vùng ống tay áo kéo Dung Tử Du đến bên cạnh đi theo ta. Cô gái vốn ở trong lòng Dung Tử Du không biết từ khi nào đã bay tới cửa, Vân nhai. Người muốn dẫn đại ca ta đi đâu? Tổng tố niệm một tiếng A-di-đà-phật, tất cả chuyện trước kia đều đã như mây bay, hôm nay ta được văn thù bồ tát chỉ điểm dẫn hắn nhập đảo các ngươi vì sao lại ngăn cản tào thị dung tử du đều trợn tròn mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mấy kẻ thần kinh này từ đâu rơi xuống vậy buông dung tử du quát to một tiếng ta không làm đạo sĩ đâu các ngươi thích dẫn ai đi thì dẫn đừng kéo ta điên cùng dứt lời đi đến bên tào thị mẹ chúng ta về phủ đi lời nói chưa dứt vân nhai đã giống như sách sung từ du lên như sách con gà nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa đừng nói bây giờ thân thì ngươi là phạm thai dù là lúc trước cũng khó nói đi là đi trước mặt ta vân nhai buông đại ca ta ra bạch doanh chi hô một tiếng cũng đuổi theo tào thị nhìn con mình bị người ta bắt đi nghẹn một hơi hôn mê bất tỉnh Tổng tố muốn đuổi theo nhưng hắn không biết thuật đạp vân chỉ đành ở lại trấn an tào thị sau khi Tào Thị Tình lại giữ lấy Tòng Tố hỏi đông hỏi tây, Tòng Tố căn cứ tiêu chuẩn người xuất gia không nói dối, kể hết những chuyện hắn biết cho Tào Thị, lại khiến cho Tào Thị không chịu nổi hôn mê lần nữa. Cuối cùng giật mình hoảng sợ hiểu ra đứa con của bà thật ra là Long Thái Tử Đông Hải chuyển thế. Vừa nghĩ như vậy, không khỏi lại ngất tiếp. chương 75, tình yêu là gì? Trời đất sáng sủa, biển mây mênh mông, trời xanh mây trắng vốn xa xăm không thể với tới, nhưng lúc này Vân Nhai túm Dung Tử Du lên mây một bước lên tận trời, khiến Dung Tử Du choáng váng quên cả hét lên, hắn đang bay sao? Hắn đang ở trên đám mây sao? Cảm giác chân bước trên mây và đi trên mặt đất hoàn toàn khác nhau, có chút bay bổng, dưới biển mây hắn có thể loáng thoáng trông thấy ruộng đồng, rừng cây. Cảm giác thật sự không chân thật, nhưng lại có chút khác thường, dường như hơi quen, cảm giác rất đương nhiên trong lòng dối rắm như tơ vò khiến cho chính hắn cũng thấy mờ mịt. Vân nhai, buông đại ca ta ra. Cô gái xinh đẹp không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện túm lấy cánh tay dung tử du, kéo hắn đến bên cạnh mình. Dung tử du lắc lư suýt ngã, vừa ổn định lại tinh thần, kinh hoàng không khỏi hô cô, cô nương, cô cẩn thận một chút. Bạch doanh chi liếc hắn một cái, hừ một tiếng, ngoại trừ khuôn mặt vẫn như cũ, thì huynh quả thật không có chút phong thái trước kia gì cả, thuật đạp vân thôi mà cũng sợ. Dung tử du bị nàng nói như vậy giống như bị nghẹn hạt đào, dù hồn phách của hắn là ai nhưng nay hắn hoàn toàn chỉ là một người phàm, càng không có trí nhớ kiếp trước, bỗng nhiên bị một đám người kỳ lạ vây quanh sau đó bắt đi, nàng ta còn mong chờ hắn có phản ứng gì. Bạch Doanh Chi và Vân Nhai không biết giờ phút này trong đầu Dung Tử Du đang nghĩ cái gì, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Vân Nhai giống như hồ nước không gợn sóng sâu không thấy đáy, Bạch Doanh chi nhíu mày trong mắt mang theo vài phần tức giận lại không giống muốn tức giận. Dung Tử Du nghĩ nghĩ, vừa rồi lúc bọn họ nói chuyện với Hòa thượng kia vẫn chưa nói rõ rốt cuộc thân phận kiếp trước của hắn là gì, cô gái này nói hắn là đại ca của nàng, vậy nàng là ai? Dù sao mà Vân Nhai nhắc tới tại sao lại làm cho lòng hắn khó chịu như vậy? Chẳng lẽ là người hắn yêu? Vân Nhai nói nàng hóa thành tảng đá, vì sao lại như vậy? Vì mình sao? Dung Tử Du nghi hoặc ta nói này, các ngươi định đưa ta đi đâu? dung tử du không kiềm chế được hỏi. mặt khác các ngươi ai có thể giải thích cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ta, à không, là kiếp trước của ta có quan hệ gì với hai người? vì sao các ngươi đều nhất quyết lôi kéo ta không buông? vân nhai lườm hắn, chúng ta cùng buông tay cho ngươi ngã thành bùn nhão nhé. dung tử du không khỏi run lên, vị đại ca này có lẽ từng có thủ hoán với hắn đúng không? tay bạch doanh chi túm dung tử du không khỏi nắm chặt lại, hắn như thế này thì phải đến ngày tháng năm nào mới có thể phi thăng một lần nữa, trở lại thân thể cũ đây. Nếu không thể quay về, hắn sẽ không nhớ lại được những ký ức trước kia, chẳng lẽ vĩnh viễn làm dung tử du không biết gì sao? Vân nhai liếc nhìn bạch doanh chi một cái, đi phong đô. Ba chữ đơn giản lại làm cho bạch doanh chi kinh ngạc, lửa vô sinh. Ừ, dung tử du nhìn trái một cái nhìn phải một cái, hai người này vừa rồi còn giống như muốn ra tay đánh nhau sao chỉ chớp mắt đã bắt đầu thần bí vậy bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào dưới tảng cây vẫn là cảnh tượng sương mù mơ hồ ở trong mắt phàm phu tục tử như dung tử du thì nơi này không khác gì rừng cây bình thường tuy rằng hắn cảm thấy có chút là lạ nhưng cũng nói không rõ được là lạ ở chỗ nào bạch doanh chi nhìn khắp bốn phía dường như vô cùng tò mò với khu rừng này vân nhai nhìn thấy vậy cũng không nói gì lập tức đưa bọn họ tới dưới tàng cây. Dung tử du nhìn cây cổ thụ vô cùng khổng lồ không khỏi phát ra tiếng thán phục, đưa tay sờ thân cây, trong miệng không hiểu sao lại nói một câu, trong gió mát, nửa cây tươi tốt, dễ cây chẳng chịt cành lá xôm xuê. Là sao? Vân nhai cười yếu ớt một tiếng, xem ra ngươi cũng không hoàn toàn quên sạch. Bạch Doanh Chi lớn lên ở Đông Hải sau đó lại ở Bột Hải lâu, thế giới bên ngoài to lớn nàng chưa được chứng kiến nhiều, cũng chưa từng tới phong đô, Đương nhiên cũng chưa bao giờ nghe được bài ca giao phong đô này, nàng đối với phong đô chỉ biết một ít tin đồn linh tinh. Cho nên chỉ có thể nghi hoặc nhìn Dung Tử Du lại nhìn Vân Nhai, không có lời nào để nói. Giờ phút này mặt trời còn chưa xuống núi, đợi trang chiếu ra con đường đến phong đô còn cần vài canh giờ nữa, nhưng Vân Nhai không có kiên nhẫn cũng không cần chờ. Hắn đưa tay đặt lên thân cây, nhắm mắt niệm pháp chú, chưa đến một lát đã mở ra con đường trong hốc cây. Đây là bạch doanh chi cảm thấy vừa rồi có hai luồng pháp lực đối chọi hiển nhiên là vân nhai thắng mới có thể mở ra con đường trên thân cây vậy luồng pháp lực còn lại là từ đâu mà đến bạch doanh chi ngẩng đầu nhìn cành lá xung xuê cảm thấy có chút kinh ngạc cái cây nửa tươi tốt này là người bảo vệ phong đô sao vân nhai nhìn bạch doanh chi một cái nghĩ nàng cũng không mốc nên có thể đoán được vì thế nói muốn vào phong đô nếu pháp lực không đủ thì phải chờ trăng lên đỉnh chiếu ra con đường nếu pháp lực đủ mạnh cây này cũng không có lý do gì ngăn cản không cho vào. Đi thôi. Dứt lời, Vân Nhai kéo cánh tay Dung Tử Du đẩy hắn vào con đường ẩn trong hốc cây, Bạch Doanh Chi lập tức đuổi theo. Sau khi vào phong đô, yêu, ma, quỷ, người đi tới đi lui trên trên ngã tư đường âm trầm cổ xưa nhìn thấy Vân Nhai đều giặt sang một bên, cung kính chờ bọn họ đi qua. Điều này làm cho Bạch Doanh Chi và Dung Tử Du đều cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ sợ Vân Nhai vậy sao? Vân Nhai dẫn bọn họ đến cửa hàng nhỏ của Lục Cô Nương, Lục Cô Nương đã chờ sẵn ở cửa nghênh đón bọn họ. Đế quân, Lục Cô Nương cúi đầu hạ người với Vân Nhai, đưa một ly rượu nhỏ đến trước mặt Vân Nhai. Vân Nhai cười cười, bà thật thông minh, tiếp nhận chén rượu đưa cho Dung Tử Du, uống hết đi. Dung Tử Du nhìn bà già Lục Cô Nương, lại nhìn chén rượu trong tay Vân Nhai, trong lòng hồi hộp, uống xong liệu hắn có toi đời luôn không? Cũng không đúng, cái tên không biết là người hay là quỷ kia nếu muốn hắn chết thì rất dễ dàng không cần dùng chén rượu độc hại hắn rốt cục vẫn cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống cạn lục cô nương nhìn dung từ du than nhẹ một tiếng nhưng không nói gì vân nhai nhìn về phía lục cô nương nói bà đã là chủ nhân của phong đô cũng đừng ở lại cửa hàng nhỏ này nữa tương đình mặc dù không xa hoa như thiên cung nhưng cũng thoải mái như hoàng cung tương đình là trung tâm phong đô một trạch viện xa xỉ lộng lẫy có thể so với hoàng cung đại nội, nhưng huyền diệu trong đó hoàng cung không thể sánh bằng. Đó từng là nơi ở quỷ mẫu hỏa linh, là nơi ở của chủ nhân phong đô. Lục cô nương cười cười, nói, đa tạ đế quân ân điển, nhưng tương đình là nơi ở của sư phụ, lục dung không dám ở. Không có gì mà dám hay không, xí hoàng thoát khỏi phong ấn cũng đã nhiều năm, đến nay vẫn không về phong đô bà còn không biết là ý sao. Bà cũng coi như có hiếu tâm, hắn sẽ không trách bà. Vân Nhai nói, bà mà còn tiếp tục ở lại đây, ta đến đây không tìm thấy chỗ nào thoải để mà ngồi một chút, là cố tình đuổi ta đi sao? Lục Dung không dám. Vậy chuyển đến tương đình. Vân Nhai đã cố ý nói như vậy, Lục cô nương cũng không dám tiếp tục trái ý hắn, chỉ đành gật đầu đồng ý. Bạch Doanh Chi và Dung Tử Du đều không hiểu. Vân Nhai đưa Dung Tử Du đến tháp linh lung, chỉ nói với hắn, sau khi ngươi đi vào, chỉ cần niệm tên Bạch Nham là được, không được nghĩ lung tung, bằng không nếu chết ở trong đó ta cũng không cứu được ngươi. Ta và Long Tam công chúa không thể vào cùng ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Dung tử dù có chút sợ hãi nhưng phần nhiều là hưng phấn, hắn rất hồi hộp lại rất ngạc nhiên, hắn không biết trong tháp linh lung có cái gì, cũng không biết vì sao Vân Nhai muốn dẫn hắn tới nơi này, nhưng hắn có một ý muốn rất mãnh liệt trong đầu, hắn nhất định phải vào xem bạch doanh chi nhìn dung từ du từng bước đi vào màn sương mù dày đặc đến khi không còn thấy bóng người trong lòng có chút lo lắng tháp linh lung lửa vô sinh mặc dù không thể làm cho hắn nhớ ra nhưng có thể cho hắn biết rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì đi thôi hơn hai ngàn năm trí nhớ của bạch nham muốn xem hết ít nhất cũng cần một canh giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút vân nhai dứt lời xoay người bước đi bạch doanh chi muốn ở lại đây chờ nàng không yên tâm nhưng đây là lần đầu nàng đến phong đô lạ nước lạ cái xung quanh lại vô cùng âm trầm khủng bố vân nhai cứ vậy mà ném nàng ở đây thì nàng thật sự không biết phải làm sao không kịp nghĩ nhiều nàng vẫn chọn đi theo vân nhai chúng ta đi đâu bất quy lâu không đợi bạch doanh chi hỏi vân nhai lại nói dựa ở đó không tồi đến bất quy lâu yêu ma quỷ quái bên trong vừa thấy vân nhai lập tức thối lui chỉ trong nháy mắt bất quy lâu đã trống không chỉ còn lại Bạch Soanh Chi và Vân Nhai. Bạch Soanh Chi cảm thấy có chút không thoải mái, nàng tuy là công chúa long tộc thân phận cao quý, nhưng cũng chưa bao giờ khiến người ta nhượng bộ lui binh tới mức này. Bọn họ vì sao đều sợ ngươi, trốn ngươi vậy? Bởi vì bọn họ không muốn chết. Vân Nhai đáp đơn giản lại làm cho Bạch Soanh Chi run lên, cũng đúng, sao nàng có thể quên Vân Nhai là ma, còn đứng đầu ma giới, ai không sợ hắn chứ? vân nhai tự mình đến sau quầy mở một vò rượu bạch doanh chi nhìn động tác của hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn biến thành tiểu nhị rồi nơi này vì sao lại tên là bất quy lâu bạch doanh chi thuận miệng hỏi động tác mở rượu của vân nhai vẫn không dừng lại đáp bởi vì vào quá một ngày sẽ không ra được vì sao cho dù thần ma hay là người phàm đều có tham vọng làm đạt được tứ đại giai không sẽ đã bị dụ dỗ mê hoặc bất quy lâu này chính là điểm về cuối cùng làm cho người ta không thể tự kềm chế xa vào hồn phách khó có thể thoát khỏi tứ đại giai không thế gian tất cả đều là hư vô theo cách nói của đạo phật bạch doanh chi nghe xong nhìn quanh bốn phía chỉ cảm thấy bất quy lâu không khác gì những tiệm rượu bình thường nhưng nghe vân nhai giải thích lại cảm thấy trong lòng sợ hãi vân nhai đưa cho bạch doanh chi một chén rượu cô là lần đầu tiên đến phong đô ừ sau này đừng đến nữa vân nhai uống rượu Tùy ý giống như nói chuyện phiếm, Long Tam công chúa không nên tới nơi này. Bạch Doanh Chi ngẩn người, không rõ ý của hắn, đại ca của ta cũng đã tới, vì sao huynh ấy có thể đến mà ta không thể. Khi hắn đến đã không phải Long thái tử Đông Hải, Tam công chúa cũng muốn làm trái luật sao? Khóe miệng Vân Nhai nhếch lên một nụ cười quỷ mị, giống như cười nhạo. Bạch Doanh Chi cau mày, cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, ta không rõ vì sao đại ca lại tự khiến mình thảm thương như vậy lúc trước là cực hình thần diệt bây giờ là hồn phách luân hồi. Một chữ, tình, này quả thật rất hại người. Nhớ tới cảnh Bạch Nham bị đưa tới giếng trời nhập luân hồi, trái tim Bạch Doanh Chi không khỏi tê dần, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bạch Nham khóc, lần đầu tiên nhìn thấy người long tộc khóc. Dù 500 năm trước hắn vì cô gái người phàm kia mà đau lòng, hay lúc chịu cực hình thần diệt, nàng cũng chưa từng thấy hắn rơi lệ. Nhưng lần này, nàng thật sự kinh ngạc, từ hốc mắt bạch nham trào ra kia rõ ràng chính là nước mắt. Nàng thấy hắn cầu xin huyền nữ nương chuyển cốt tiêu cho ly du dao, quỳ xuống cầu xin bà ấy, tôn quý, kiêu ngạo của Long Thái tử Đông Hải đều không cần. Khi đó nàng thật sự rất sợ, nếu không phải bạch nham bị dây chói tiên buộc chặt, lại vì công hiệu của ngưng thần đan đi qua mà gần như mất hết pháp lực, nàng thực sự sợ hắn sẽ liều mạng cùng ngọc đế đại náo thiên cung. Hắn từng trộm đá vô sắc, chịu cực hình thần diệt, hắn thật sự là không sợ trời không sợ đất không sợ nhất chính là thiên binh thiên tướng ngọc đế nhưng trước khi bị đưa vào luân hồi bạch doanh chi rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn ngoài tuyệt vọng còn có sợ hãi nàng nghĩ không phải hắn sợ luân hồi mà là sợ phải rời khỏi ly du giao đó là lần đầu tiên bạch doanh chi muốn biết rốt cuộc tình yêu là gì vì sao lại làm cho người ta điên cuồng như vậy vân nhai không nói tiếp chỉ thản nhiên cười vì sao ngươi muốn dẫn đại ca ta đến phong đô bạch doanh chi hỏi bạch nham không nên phụ du giao cho dù là nguyên nhân gì cũng không nên vân nhai trả lời như vậy làm cho bạch doanh chi có chút kinh ngạc người thích chị dâu ta vân nhai nở nụ cười cô có thích đại ca cô không hả dù giao giống như muội muội ta ta đương nhiên thích nàng nhưng nếu nói yêu ta sợ là không bằng bạch nham vân nhai trả lời thành thực làm cho bạch doanh chi có một ảo giác hắn thật sự là ma sao vì sao hắn thành ma? Người nhất định không bằng đại ca của ta. Bạch Doanh chỉ uống một ngụm rượu, người có biết không đại ca vì chị dâu mà khóc đó. Nhưng lòng tộc không có nước mắt, huynh ấy lại có thể rơi lệ. Thật sao, Vân Nhai hơi sừng sốt, lại khẽ cười nói, nếu du giao biết chắc chắn sẽ rất vui. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.